Chào mọi người. Lẽ ra phải có cái đề bài tập 1 rồi ha, nhưng mà tuần này tôi bận quá chưa có soạn được cái đề. Cho nên là chắc là cỡ vài bữa nữa chúng ta mới có cái đề bài tập 1. Nay chúng ta sẽ qua cái phần một cái loại kiểu dữ liệu quan trọng khác trong cái nhóm những cái kiểu dữ liệu nâng cao, đó là cái kiểu dữ liệu có cấu trúc. Alo, mọi người nghe rõ không ạ? Cái cấu trúc nó là một trong những cái nhóm kiểu rất là quan trọng trong ngôn ngữ C. Bởi vì đây nói chung là cái nhóm mà những cái người người dùng ngôn ngữ, tức là những cái lập trình viên đó, người ta sẽ phải vận dụng để người ta có thể định nghĩa ra những cái kiểu kiểu của mình. Kiểu của mình thì như vậy nó đích thực là cái nhóm kiểu dữ liệu nâng cao ha, nhóm kiểu dữ liệu nâng cao. Còn lại cái con trỏ với lại mảng thì có thể coi đó là những cái kiểu dữ liệu cơ bản. Cái nội dung trình bày thì lẽ ra cũng sẽ hơi hơi nhiều, nhưng mà cũng vậy, tôi sẽ làm sao đó nó vừa trong cái buổi hôm nay thôi, vì chúng ta cũng đã học về cái kiểu này rất rất là nhiều trong cái những cái môn về lập trình trên C chẳng hạn. Nhắc lại về cái kiểu dữ liệu phức hợp, trước chúng ta trong cái việc phân chia các loại kiểu, chúng ta đã nói về kiểu dữ liệu phức hợp và đối ngược với nó là những cái kiểu dữ liệu cơ bản. Thì cái kiểu dữ liệu phức hợp đó là kiểu dữ liệu được xây dựng từ các kiểu dữ liệu khác. Những cái kiểu dữ liệu khác đó, tức là những cái kiểu dùng để xây dựng nên kiểu phức hợp, nó có thể là những cái kiểu dữ liệu cơ bản hoặc là những cái kiểu dữ liệu phức hợp khác. Những cái kiểu dữ liệu cơ bản thì nó không phức hợp, theo nghĩa là nó không có được xây dựng từ những cái kiểu khác nữa, vì nó là kiểu cơ bản rồi, là kiểu nền tảng rồi. Thì hai loại kiểu dữ liệu phức hợp quan trọng là kiểu cấu trúc và kiểu lớp. Thì bữa nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kiểu cấu trúc này trước, và sau đó chúng ta qua cái kiểu lớp trong bữa hôm sau. Thì cái kiểu lớp nó có thể xem là một cái mở rộng của kiểu cấu trúc. Cho nên chúng ta nắm được cái kiểu cấu trúc thì chúng ta sẽ nắm được cái kiểu kiểu lớp. Những cái kiểu do người dùng định nghĩa, người dùng ở đây là lập trình viên ha, tức là người xài cái ngôn ngữ lập trình á, chứ không phải là cái người dùng thông thường, tức là lập trình viên á. Những cái kiểu do lập trình viên định nghĩa thì thường là những cái kiểu dữ liệu phức hợp. Cái ngôn ngữ, bản thân cái ngôn ngữ lập trình thì nó cung cấp cái cách thức, cái phương tiện
để người ta định nghĩa những cái kiểu này. Thì cái struct trong C là một cái phương tiện như vậy. Và từ cái struct thì người ta có thể định nghĩa ra những cái kiểu dữ liệu cấu trúc cụ thể của người ta. Cho nên chúng ta nói kiểu dữ liệu cấu trúc là cái cách nói chưa có đúng lắm. Đây là nhóm kiểu, đây là nhóm kiểu. Còn lại thì chúng ta sẽ có những cái kiểu cấu trúc cụ thể, kiểu cấu trúc cụ thể. Ví dụ như là một cái kiểu pole biểu diễn cho một cái điểm trong mặt phẳng thì nó có thể tạo nên từ ba cái kiểu in hay là hai kiểu in gì đó, thì đó là những kiểu cấu trúc cụ thể. Còn lại nếu chúng ta nói kiểu cấu trúc thì nó có thể là một cái nhóm kiểu, những cái kiểu được xây dựng dựa trên cái phương tiện cấu trúc mà cái ngôn ngữ nó cung cấp. Đó là những cái kiểu dữ liệu phức hợp. Kiểu cấu trúc trước hết nó là một cái kiểu phức hợp và nó có những cái đặc điểm như sau. Các thành phần có thể khác kiểu. Kiểu phức hợp thì nó gồm nhiều thành phần, nó gồm nhiều thành phần dữ liệu. Ví dụ một điểm thì nó gồm có tung độ, hành độ, hay là sinh viên thì có mã số, có họ tên, vân vân. Thì từng từng cái dữ liệu đơn lẻ như vậy nó gọi là từng cái thành phần và gộp lại thì chúng ta được cái kiểu dữ liệu phức hợp. Kiểu dữ liệu phức hợp. Quan trọng là các thành phần này nó có thể khác kiểu. Một cái mảng thì không được xem là kiểu dữ liệu phức hợp, mà nó đơn giản là một cái kiểu có thể chứa nhiều cái đối tượng cùng loài. Thì để nó là một cái kiểu phức hợp thì quan trọng là các thành phần bên trong nó có thể khác kiểu. Thì ví dụ như là một cái điểm thì nó có hành độ, tung độ, thì hành độ, tung độ là hai thành phần của cái kiểu đó. Ở đây thì hai cái thành phần này cùng kiểu, hai thành phần này cùng kiểu đều là số nguyên chẳng hạn. Nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt, nhưng mà trong cái trường hợp tổng quát thì nói chung nó có thể khác kiểu nhau. Ví dụ như là một cái kiểu dữ liệu phức hợp biểu diễn cho một sinh viên chẳng hạn thì có mã số nó là một số nguyên, rồi họ tên lại là một chuỗi, rồi điểm số thì lại là một con số thực chẳng hạn. Nó có thể khác kiểu nhau. Và một cái quan trọng nữa là các thành phần sẽ được lưu trữ liên tiếp nhau trên cái vùng nhớ, được lưu trữ liên tiếp nhau trên vùng nhớ. Điều này thì nó chỉ đúng trong cái ngôn ngữ C. Những cái ngôn ngữ khác thì người ta không cần cái chuyện này lắm. Lý do mà các thành phần nó lưu trữ liên tiếp giống như trên mảng vậy là để cái việc truy xuất đến các thành phần nó hiệu quả. Ví dụ cái thành phần đầu chiếm 4 byte, thành phần sau nếu mà chúng ta lưu trữ liên tiếp thì như vậy nó sẽ cách cái địa chỉ đầu của cái vùng nhớ là 4 byte. Thì nó như vậy khi chúng ta truy xuất cái thành phần đó nó sẽ rất là hiệu quả. Thì thằng C nó cần cái điều đó, bởi vì nền tảng bên dưới nó sẽ cần cái truy xuất hiệu quả đó. Như vậy cái vùng nhớ lưu trữ của một cấu trúc, đúng hơn là vùng nhớ lưu trữ của một dữ liệu của một kiểu cấu trúc, nó sẽ là tổng vùng nhớ lưu trữ dữ liệu các thành phần. Dữ liệu các thành phần. Ví dụ như là một điểm có hành độ, tung độ là hai con số nguyên. Vậy thì một cái dữ liệu của cái kiểu điểm thì nó sẽ phải cần 8 bài. Cần 8 bài. Tuy nhiên cũng do cái tính truy cập hiệu quả, cho nên thì thực tế trên khi sắp xếp những cái thành phần của kiểu cấu trúc thì có thể nó có thêm những cái vùng đệm, ví dụ như là một cái thành phần thứ nhất chúng ta chỉ có một bài chẳng hạn, thành phần thứ nhất là một bài thì cái thành phần thứ hai là 4 bài chẳng hạn. Vậy thì nếu mà thành phần thứ nhất chúng ta để đầu rồi thành phần thứ hai chúng ta viết sát lưu trữ sát vào thì như vậy nó sẽ cách thành phần nhất là 1 bài.
thì cái việc cách đó nó dẫn đến cái việc truy xuất không hiệu quả. Vì thường thì người ta sẽ truy xuất lần 4 byte 4 byte, cho nên cái địa chỉ thường thì để hiệu quả thì nó sẽ làm sao đó chẵn chẵn bốn, chia chẵn cho bốn. Cho nên đôi khi nó có những cái vùng đệm, ví dụ như là trong tình huống là cái thành phần đầu nó có 1 byte, thì trước khi lưu trữ cái thành phần thứ hai nó có thể độn thêm 3 byte nữa, 3 byte đó coi như là rác, 3 byte đó coi như là rác, nghĩa là sẽ không có rờ tới nó, rồi mới đến cái thành phần thứ hai. Thì như vậy cái thành phần thứ hai nó sẽ cách cái địa chỉ đầu là 4 byte, như vậy khi chúng ta truy xuất nó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Các thành phần nó có thể có kiểu là kiểu cấu trúc khác, mỗi thành phần nó lại là một, có thể là kiểu cơ bản hoặc là kiểu phức hợp, mà trong trường hợp này thì kiểu phức hợp hay dùng là kiểu cấu trúc, thì như vậy thành phần nó lại có thể là kiểu cấu trúc khác. Ví dụ một cái tam giác, một cái kiểu dữ liệu biểu diễn cho tam giác có thể là một kiểu phức hợp có 3 thành phần biểu diễn cho 3 cái đỉnh của tam giác, thì mỗi thành phần như vậy nó lại có kiểu là một một điểm, một cái pole, mà một pole nó lại là có tung độ hành độ. Như vậy thì cái thành phần của kiểu cấu trúc nó có thể có kiểu là một kiểu cấu trúc khác, và cái mức độ lồng chứa này nó không có giới hạn. Cái kiểu cấu trúc còn được gọi là kiểu bảng ghi. Cái cách gọi bảng ghi thì nó hay dùng trong những cái trong cái cơ sở dữ liệu, trong cơ sở dữ liệu. Và khi chúng ta gọi kiểu cấu trúc là kiểu bảng ghi thì các thành phần người ta còn gọi là các trường. Trường đây là cái cách, cái thuật ngữ của bên cơ sở dữ liệu. Ví dụ trong C chúng ta khai báo một cái kiểu cấu trúc thì chúng ta khai báo như thế này: struct là tên, là từ khóa, đây xin lỗi, cái cú pháp này là theo C cộng cộng ha, C thì nó sẽ rườm rà hơn một xíu. Từ khóa rồi sau đó là tên kiểu, chúng ta phải có một cái tên để định danh cho cái kiểu, để làm gì, để sau này chúng ta khai báo dữ liệu của kiểu đó thì chúng ta xác định cái kiểu đó thông qua cái tên kiểu. Bên trong này sẽ khai báo các thành phần, cuối cùng thì chúng ta đóng lại. Như vậy thì các thành phần, mỗi thành phần thì sẽ có một dòng khai báo cho nó kết thúc bằng dấu chấm phẩy, và một dòng khai báo thì bao gồm có tên của cái thành phần đó và kiểu của cái thành phần đó. Tên và kiểu của thành phần đó. Như vậy cái cấu trúc bool này tôi có 2 thành phần. Thành phần thứ nhất tên x kiểu in là một con số nguyên 4 bài. Thành phần thứ hai tên y kiểu in 4 bài. Về ý nghĩa thì cái kiểu này dự định biểu diễn cho một điểm trong mặt phẳng. X sẽ là hành độ và y là tung độ. X sẽ là hành độ, tung độ. Rồi một cái kiểu line, một cái kiểu cấu trúc khác tên line. Thì kiểu này lại có 2 thành phần. Cả 2 thành phần đều có kiểu bool. Như vậy cái kiểu line này có thành phần lại là một cái kiểu cấu trúc khác, cái kiểu bool. Thì dĩ nhiên khi đó cái kiểu này nó phải được khai báo trước, trừ khi nó là kiểu có sẵn, kiểu cơ bản có sẵn. Kiểu in này là một kiểu cơ bản và nó có sẵn trong C rồi, thì dĩ nhiên chúng ta gõ tên thì nó biết vậy, đó là kiểu nó có sẵn. Còn lại nếu mà cái bool này chúng ta chưa khai báo, chưa khai báo tức là chưa cho báo báo cho nó biết bô này là kiểu gì, thì nó sẽ báo lỗi. Trừ khi chúng ta đã có đó, có trước, thì cái chuyện này đương nhiên. Cho nên thì bool và line đều là kiểu do người dùng định nghĩa, lập trình viên định nghĩa. Khi nó hình thành cái thư viện chẳng qua là tập hợp những cái đã được viết trước, thì có thể là do một cái lập trình viên này viết trước, lập trình viên khác xài, thì khi đó kiểu này nó vẫn là được gọi là những cái kiểu kiểu do lập trình viên định nghĩa ha, mặc dù chúng ta xài lại. Ví dụ người ta đã khai báo rồi, người ta đã định nghĩa kiểu này rồi, các thao tác trên nó thì chúng ta có thể xài mà chúng ta không có khai báo lại.
Nhưng mà đối với C thì đây đều là kiểu do lập trình viên tự khai báo lại. Cái quan trọng đầu tiên chúng ta cần nắm chỗ này, đó là cái cách mà nó bố trí cái vùng nhớ cho cái kiểu cấu trúc. Thì ví dụ chúng ta khai báo một cái biến L kiểu line, biến L kiểu line. Vậy thì về nguyên tắc là vùng nhớ cho L sẽ là vùng nhớ cho từng cái thành phần ghép sát vào nhau, và có vùng đệm, có thêm cái đệm nếu cần. Cái đệm đó nó chỉ thường từ từ 1 đến 3 byte thôi, để tròn tròn 4 á. Thì ở đây những cái này của chúng ta nó đều tròn, đều chẵn 4, cho nên nó không có vùng đệm. Ví dụ kiểu bold thì in 4 byte, y 4 byte, một bold nó là 8 byte, một line thì gồm 2 bold, tất cả đều đều chẵn 4 ha. Vậy thì cái vùng nhớ cho một line thì nó sẽ rộng 16 byte, bởi vì nó sẽ gồm 2 bold mà mỗi bold là 2 in, như vậy mỗi bold là 8 byte, như vậy line này sẽ là 16 byte và nó bố trí đại khái như vậy. Dĩ nhiên trên cái vùng nhớ đó không có những cái chữ này, ví dụ chữ L, B1, B2, mà do cái ngôn ngữ nó cung cấp. Và khi chúng ta xài cái thành phần tương ứng thì nó tự động truy cập đến đúng cái vùng nhớ cho chúng ta. Như vậy cái thành phần B1 của L sẽ được bố trí là 8 byte đầu, và cái thành phần B2 của L sẽ là bố trí 8 byte kế tiếp như thế này. Cho nên cái địa chỉ của B2 này nó sẽ cách cái địa chỉ của B1 là 8. Và cái địa chỉ của B1 cũng sẽ là địa chỉ của L. Vì địa chỉ của L sẽ là địa chỉ của ô nhớ đầu tiên, thì nó cũng là ô nhớ đầu tiên của cái B1 này. Thì trong B1, B2 hai vùng nhớ này chúng ta có thể đi vào từng 4 byte trong này thông qua cái tên ha, tên của thành phần. Vậy thì B1X tức là L.B1.X thì chúng ta sẽ có cái vùng nhớ 4 byte này, và chấm Y thì chúng ta có 4 byte tiếp theo, còn là chấm B2X thì chúng ta có 4 byte tiếp theo nữa, và cái sau đó là L.B2.Y. Tôi khai báo một cái cấu trúc và khai báo biến để chúng ta thấy sơ cái layout, cái cách bố trí cái vùng nhớ cho cái kiểu cấu trúc. Trời lộn rồi. Tôi khai báo một cái kiểu cấu trúc
carbon giống như trong cái slide, hai thành phần Xe kiểu in. Và trong chương trình tôi khai báo một cái biến B kiểu bond. B là một biến nó vẫn có cái địa chỉ như bình thường ha. Để tôi đã truy cập cái địa chỉ của biến B này, đó là 12FF5C, và tôi nhảy đến cái, tôi mở cái vùng nhỏ đó lên coi ha. Rồi cái vùng nhớ 4 bài này bắt đầu từ cái ô nhớ 12FF5C. À, xin lỗi 8 bài ha. Đây. Nó sẽ là cái vùng nhớ cho B. Ở đây thì nó ban đầu nó chứa rác. CC này thực tế nó cũng là một con số thôi. Nhưng mà mang cái ý nghĩa đặc biệt. Đó là một cái chưa được khởi động ha. Cái vùng nhớ coi như chưa chứa cái gì trong đó. B.x là chúng ta truy cập cái thành phần x của B. Để xíu chúng ta nói cái đó mà tôi gõ như vậy là địa chỉ của B.x. À, chúng ta thấy này, tôi đây như vậy địa chỉ của B.x tức là thành phần x sẽ là 12FF5C trùng với cái địa chỉ của B. Các bạn ha. Tức là như thế này. Bởi vì cả hai đều trỏ đến cái địa chỉ ô nhớ này nè. Địa chỉ đầu. Nhưng mà khác biệt là khi chúng ta dùng địa chỉ của B và chúng ta truy cập đến đó thì chúng ta sẽ là cả nguyên cái vùng nhớ 8 byte này. Ví dụ tôi bỏ con số gì vào trong này cho nó dễ hình dung ha. Ví dụ BX nè, tôi bỏ 1122 hay là 11 vào đi. BY này tôi bỏ 22 vào. Để cho chúng ta dễ thấy cái vùng nhớ đó. Ha, chúng ta thấy tôi vừa chạy BX bằng 11 như vậy. Đây nè, 4 ô nhớ đầu của vùng nhớ đó đổi thành 11. Thì chúng ta biết rồi, 11 này nó phải để ở cái bài thấp. Nó 4 bài cho nên những cái bài cao này phải thành 0 hết 4 bài này. Tự như vậy, chúng ta thấy. À, như vậy đây là vùng nhớ cho... cho cái bôn B nó là 8 bài. Yeah, địa chỉ của B như vậy sẽ là 12FF5C, chính là địa chỉ ô nhớ này. Còn địa chỉ của thành phần Y, B.Y này, nó sẽ phải cách đó 4 bài, tức là địa chỉ của cái ô nhớ này. Như vậy nó sẽ là 5C cộng thêm 4. 5C cộng thêm 4 thì nó là 60. Đây chúng ta làm cơ số 16 ha. À, như vậy nó đã bố trí liên tiếp như vậy. Ha. À, bây giờ cái trường hợp khác. Để chúng ta thấy cái hiệu ứng của việc ấy. Ở đây tôi có một cái cấu trúc XXX chẳng hạn. Cấu trúc này có hai thành phần, một cha và một in. Cha thì nó là một bài, in thì nó là 4 bài. À, vậy thì nếu mà bố trí bình thường, không có vùng đệm thì cái cấu trúc này sẽ có cái độ rộng là 5 bài, một bài cộng một bài. Và địa chỉ của y nó sẽ cách địa chỉ của C này là 1. Y được bố trí ngay sau C. À, nhưng mà chúng ta xem thử cái chuyện đó nó có phải như vậy không.
Ví dụ XC này tôi bỏ 11 vào đó. Y thì tôi bỏ 22 vào đó. Mọi người đừng quên cái dấu chấm phẩy chỗ này nha. À, đó là cái quy định của cái ngôn ngữ thôi, không có vấn đề gì. À, vậy thì chỗ này theo cái tôi đã nói ha, chúng ta thấy này, vậy thì cái vùng cho y là đây này, nó sẽ được bố trí cách cái vùng cho x này 4 bài. À, vậy thì địa chỉ của cái x này nó sẽ trùng với là địa chỉ của xc, nhưng mà địa chỉ của xy nó sẽ cách thằng này cũng vậy 4 bài đây. À, mặc dù cái thằng c này nó chỉ rộng 1 bài ha, nhưng mà chúng ta thấy có ba cái bài đệm này được thêm vào. Như vậy thì chúng ta nói là chúng ta đã lãng phí, cách làm như vậy thì lãng phí. À, thì cũng đúng, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ truy cập nó rất là hiệu quả ha, hiệu quả. À, thì ba cái bài này thực tế nó cũng không có đáng kể so với cái lợi ích của cái hiệu quả nó mang lại, cho nên thì nó có cái lựa chọn. À, thực tế thì nó có cái lựa chọn để tắt cái đó đi. Một cái cách khác liên quan đến cấu trúc thì chúng ta cũng có thể dùng cái toán tử psi-op để chúng ta in ra cái để biết cái kích thước của cái kiểu ha, giống như những cái kiểu khác thôi. Psi-op của cái kiểu nó sẽ trả về cái kích thước của kiểu đó. Ở đây thì tôi đương tính sao kiểu. Vậy chúng ta thấy ở đây nè, psi-op của cái kiểu xy tính này, nếu chúng ta tính về lý thuyết thì nó là 5 nhưng thực tế nó là 8. À, và cái kết quả nó trả về luôn luôn là theo thực tế bố trí vùng nhớ rộng bao nhiêu. À, thì như vậy do ba cái bài độn thêm mà chỗ này kích thước này nó phồng lên thành 8. À, phồng lên thành 8. Rồi xem cái line chỗ này, chúng ta có cái bold ha, bây giờ chúng ta có thêm cái line nữa. Chúng ta khai báo một cái line L. À, và như vậy chúng ta có một cái vùng nhớ 16 bài. Ví dụ tôi thử gán B1 này, thành phần x của nó là 0x11. Còn cái B2 thành phần y của nó là 0x22 chẳng hạn. C sharp nó không có cái chấm phẩy này, nhưng mà lần C chúng ta chịu khó thêm cái đó nên tôi đôi khi cũng cũng dễ lộn. Đây vùng nhớ cho line chúng ta thấy nó rộng 12, 1, 2, 3, 4, chắc là 12 đó. Địa chỉ thì nó cũng tình cờ trúng cái chỗ này. Không phải chỗ đó ha, như lại 12FF54. Đây nó là cái vùng 16 bài nền này, nó tới đâu đó chỗ này ha, tôi đếm thì mọi người đếm thôi. Thì cái B1 là thành phần đầu tiên của line, thành phần 8 bài đầu tiên, và x lại là thành phần đầu tiên của cái đó nữa, nghĩa là 4 bài đầu tiên này nè. Ở đây chúng ta bỏ 11 vào trong đó. Còn cái này, như vậy chúng ta truy cập cái thành phần thứ hai của line, đó là cái điểm tiếp theo. À, điểm tiếp theo, vậy thì cái điểm tiếp theo nó cách cái điểm đầu, như vậy đây là vùng nhớ cho B2 nè, và y lại là thành phần thứ hai của cái vùng nhớ đó, vùng nhớ 4 bài. Vậy thì chỗ này chúng ta bỏ 2 vào trong đó, vậy thì đây là cái vùng nhớ 16 bài của cái line này, và nó bố trí khí hết vào. À, bố trí khí vào
Thì nhờ vậy cho nên cái việc tính ra cái chỗ nào chỗ kia để bỏ vào thì nó rất là nhanh. À, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng không có bất kỳ cái thông tin gì đánh dấu ở trên cái vùng nhớ này để biết là cái đó là của ai, không có cái chuyện đó ha, không có chuyện đó. Thì cho nên cái việc xếp liên tiếp vào và nó sẽ suy ra được, bởi vì chỉ cần biết cái đầu tiên thôi, địa chỉ đầu, và nhờ kích thước từng cái đã biết và việc sắp liên tiếp thì nó sẽ biết được cái địa chỉ chỗ nào. À, và nếu nó có độn thêm, nó có độn thêm thì nó cũng sẽ biết được là chỗ đó phải độn bao nhiêu, cho nên nó cũng tính ra được. À, vậy thì chỗ này như vậy cái địa chỉ của LB 2 bằng y này nè, và cái địa chỉ của LB 1 x, à, nó phải cách nhau là 12, cách nhau là 12. À, cách nhau là 12. Vì LB1X nó chính là địa chỉ ô nhớ này nè. Còn thằng kia thì đây. À, nó cách nhau 12. Chúng ta cộng chỗ này lại chúng ta rõ. Năm bốn chúng ta cộng cho 1 2 thì nó thành 60 lên cơ số 16. Vậy thì cái câu hỏi đó là nếu mà chúng ta xét về mặt vật lý thì trên bộ nhớ, vậy thì một cái L, dữ liệu L cũng trên cái vùng nhớ rộng 16 bay này nè, thì nó có khác gì so với lại một cái mảng bốn con số nguyên? Bởi vì một cái mảng bốn con số nguyên nó cũng sẽ gồm có bốn số nguyên giống nhau như vậy, và bốn cái vậy nghĩa là cũng là rộng 16 bay, ở đó có khác gì? À, vậy thì cái câu trả lời đó là nó không có khác gì hết đối với máy. Đối với máy thì cái vùng nhớ cho L với vùng nhớ cho bốn bốn con số nguyên, tức là mảng bốn số nguyên là như nhau. Nhưng mà cái khác biệt đó là về mặt ý nghĩa, và cái điều đó nó chỉ có trong trong lúc lập trình và chỉ có ích cho lập trình viên thôi. À, và nó phụ cho lập trình viên. Rồi, như vậy cái chuyện này là do chúng ta tự đẻ ra, à, và nó có ích cho chúng ta. Còn lại trên máy về mặt bố trí dữ liệu vân vân thì nó không có khác biệt gì so với một cái mảng 4 bay. À, thì cũng 4 bay, nhưng mà trên cái 4 bay này, à, xin lỗi, 16 bay, nhưng mà trên 16 bay này nếu chúng ta nó là vùng nhớ dữ liệu cho L thì về mặt ý nghĩa nghĩa là nó sẽ gồm hai cái vùng 8 bay, gồm hai 8 bay, và vùng 8 bay đầu tiên sẽ chứa dữ liệu của cái điểm đầu tiên của cái đoạn thẳng mà thôi, theo cái ý nghĩa như vậy. À, và cái 8 bay đầu tiên đó nó lại là hai cái 4 bay ghép lại, trong đó cái 4 bay đầu tiên sẽ là cái hoành độ của điểm vậy. Không, thì cái điều này nó là do chúng ta, ha, do chúng ta, nó phân biệt là do bản thân chúng ta và nó có ích cho chúng ta, còn lại bên dưới thì không có khác biệt gì hết. Thì một vài cái nhắc lại một vài cái thao tác cơ bản chúng ta làm việc cấu trúc, thì cái cách khai báo chúng ta đã nói rồi. À, khi chúng ta khai báo biến thì cũng giống như các cách khai báo biến kiểu khác thôi. À, thì trước tên biến sẽ phải là kiểu, cho xác định cái kiểu của cái biến đó. Trong C thì chúng ta phải có thêm cái chữ struct ngay trước cái kiểu, nhưng mà trong C cộng thì không, thì chúng ta nên dùng cái kiểu khai báo C cộng như vậy, nó giống các kiểu khác. À, không có cần gì xuất nữa. À, một cái mà nhiều bạn khi làm việc với xuất không có để ý, đó là một cái thao tác rất cơ bản, là cái thao tác mà chúng ta khởi tạo dữ liệu cho biến. Khi chúng ta khai báo một cái biến, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta sẽ được một vùng nhớ cho cái biến đó, và khi như chúng ta dùng cái biến đó nghĩa là chúng ta đến cái vùng nhớ đó. À, chúng ta đến cái vùng nhớ đó. À, nhưng mà trong cái vùng nhớ đó nó sẽ chứa cái gì thì lại là chuyện khác. À, thì nếu chúng ta mới khai báo không thôi thì coi như cái vùng nhớ đó nó sẽ chứa rác, dĩ nhiên nó cũng sẽ là những cái con số trong đó, nhưng mà con số đó nó không có ý nghĩa.
Thì thường cái thao tác tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ dữ liệu vào. Thì cái việc bỏ dữ liệu vào lần đầu tiên đó thì hay gọi là khởi tạo. Biến dữ liệu khác chúng ta cũng đã làm, nhưng mà cái cấu trúc thì chúng ta ít ý, ý là thì cái cú pháp của bạn nó hơi lạ lẫm, thì cái cách chúng ta khởi tạo như thế này. Bởi vì cái thành phần B này nó gồm có hai thành phần, một cái bôn nó hai thành phần, cho nên khi chúng ta viết cái dữ liệu nó ra thì chúng ta phải viết theo cú pháp như này, đóng ngoặc và có dấu phẩy. Ví dụ chúng ta khai báo cái biến y và chúng ta có thể gán luôn cái giá trị ban đầu cho nó, như vậy là cái lệnh này làm cả hai chuyện, một là khai báo biến y nghĩa là cấp phát cái vùng nhớ rộng 43 cho nó, và đồng thời lập tức bỏ luôn số 10 vào trong đó, bỏ dữ liệu vào. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể khai báo cái B là một cái điểm mà chúng ta lập tức bỏ dữ liệu vào, nhưng mà vì nó có hai thành phần nó lại là hai con số nguyên, cho nên chúng ta viết như thế này chẳng hạn. Vị trí của B này là 12FF50. Đây chúng ta thấy đây. Thành phần thứ nhất sẽ là 10, thành phần thứ hai là 20. Cái này đương hiển thị cơ số 16, cho nên 10 nó chính là A, 10 là A ha, 20 là 14 trong cơ số 16 á. Cái chuyện này nó có thể lòng lòng nhiều lần. Đây xác định là một hàng dữ liệu của cấu trúc, hàng dữ liệu của cái bồn. Vậy thì chỗ này nếu mà chúng ta khai báo một cái line và chúng ta muốn khởi động cho nó, thì chúng ta ví dụ tôi muốn một cái line, một cái đoạn thẳng có cái điểm đầu là 10 10 hay là 11 đi chẳng hạn, và cái điểm thứ hai sẽ là 22 chẳng hạn. Giờ chúng ta thấy chúng ta khai báo cứ theo cái kiểu lồng như vậy, một cái cấu trúc gồm hai thành phần, và thành phần này lại là gồm hai thành phần nữa, và bởi vì từng thành phần đó là con số nguyên thì chúng ta diễn tả bằng một cái hàng nguyên, chúng ta đã biết rồi ha. Địa chỉ của L là 12FF38. Đây như vậy chúng ta thấy cái vùng nhớ cho nó 16 bài, có cái điểm đầu tiên gồm 8 bài, trong đó 4 bài đầu tiên sẽ là chứa 1 nè, 4 bài tiếp theo cũng chứa 1, và cái điểm thứ hai thì chứa 22 như vậy. Phép gán làm cái chuyện là lấy dữ liệu, một cái hàng dữ liệu bỏ vào cho một cái biến. Bên trái của phép gán là cái phép cơ bản nhất trong trong các trong ngôn ngữ C cũng như các ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh ha. Đó là cái phép quan trọng nhất, có thể nói là trong các ngôn ngữ thông dụng đó. Nhưng mà nhiều bạn nhiều khi cũng không có nắm rõ cái đó. Ý nghĩa của gán là chúng ta bỏ dữ liệu vào trong cái vùng nhớ nào đó. Gán là bỏ dữ liệu vào trong cái vùng nhớ nào đó. Thì cái bên trái sẽ xác định cái vùng nhớ và bên phải sẽ xác định cái dữ liệu. Cho nên cái bên trái người ta còn gọi là một cái left value, và bên phải gọi là một cái right value. Và cái left value nó phải là cái phương tiện gì đó mô tả một cái vùng nhớ. Thì một trong cái đó là cái tên biến. Khi chúng ta để cái tên biến ở bên trái thì chúng ta muốn ám chỉ đến cái vùng nhớ của cái biến đó. Và chúng ta cũng có thể dùng con trỏ, sao con trỏ, và chúng ta nhảy đến cái vùng nhớ mà con trỏ nó trỏ, và nhiều cái cách khác nữa, miễn sao ám chỉ đến một cái vùng nhớ, bên trái là vùng nhớ. Bên phải sẽ phải ám chỉ đến cái dữ liệu, thì một trong cách đơn giản nhất nó sẽ là hằng dữ liệu. Ví dụ như thế này,
A đây là hàng dữ liệu của cấu trúc nè, còn 10 không là hàng dữ liệu của kiểu y. Nó cũng có thể là biến, khi mà để biến bên phải thì hiểu là lấy dữ liệu trong cái vùng nhớ của cái biến đó. Như vậy nếu mà chúng ta để bên phải ý nghĩa nó lại khác. Ví dụ B này, mục đích của nó là ám chỉ đến cái dữ liệu bên trong B, dữ liệu bên trong B. Ví dụ B đương chứa 10 20, vậy thì B này chính là dữ liệu 10 20, cặp hai con số 10 20 đó. Còn nếu mà để bên trái như quy này là chúng ta ám chỉ đến cái vùng nhớ của nó. Vậy thì cái thao tác này nó là lấy dữ liệu trong B bỏ vào vùng nhớ của quy. Như vậy sau cái lệnh này thì vùng nhớ quy nó chứa dữ liệu y xì như vùng nhớ B. Mà muốn làm cái phép gán này chúng ta biết rồi, nó phải phải cùng kiểu tương thích kiểu, còn không chúng ta chuyển kiểu qua chúng ta đã rõ ha. Thì ở đây không có vấn đề gì về về tương thích kiểu hay này kia, vì B kiểu bôn, quy kiểu bôn, không có cái vấn đề gì hết. Vậy thì sau cái này thì B và quy đều cùng có dữ liệu là điểm 10 20 ha, 10 20. Tức là hành độ là 10, tung độ là 20, x là 10, thành phần x là 10 và y là 20. Thì chỗ này thực tế thì không có cái vấn đề gì thêm, nó là một cái phép gán bình thường thôi. À, nói thêm như chứ còn lại thì nó bình thường. Như vậy thì về ý nghĩa đó là khi chúng ta gán cấu trúc thì từng thành phần nó sẽ gán vào đúng chỗ. À, tôi diễn giải nó dông dài, còn không thì thực tế trên máy nó bị y nguyên cái vùng B này 8 pi bỏ vào cái bên này. Nhưng mà về mặt ý nghĩa, nếu mà chúng ta nói rộng ra nghĩa là như vậy phép gán dữ liệu cấu trúc này vào cấu trúc kia thì từng thành phần sẽ được gán, từng thành phần gán. Như vậy thì quy x nó cũng sẽ bằng bx, quy thành b, quy thành b. Cái thao tác quan trọng nhất đó là thao tác truy cập thành phần. Khi chúng ta làm việc với cấu trúc thì một cái cách nhìn đó là chúng ta muốn có một cái đơn vị dữ liệu thống nhất từ các thành phần. Tôi không muốn ví dụ như là tôi cần cái gì đó biểu diễn một cái điểm, vậy tôi có thể dùng hai con số nguyên. Như vậy trong chương trình tôi có thể dùng hai biến nguyên để biểu diễn cho một điểm, nhưng mà như vậy hai biến nó có vẻ rời rạc. Thực tế nếu mà chúng ta khai báo liên liên tục, nó cũng có thể để liên tục trên vùng nhớ, nhưng mà về mặt ý nghĩa trong lập trình viên nó là hai biến rời rạc. Thì nếu chúng ta muốn gom hai biến nó lại có một cái quan hệ ý nghĩa, tạo thành một cái thể thống nhất, một cái đơn vị dữ liệu thống nhất là điểm, cái đầu tiên sẽ là hành độ, cái thứ độ để chúng ta sẽ dùng cấu trúc. Cấu trúc. Nhưng mà một cái cách khác, cách nhìn khác đó là trong cái đơn vị dữ liệu cấu trúc đó thì chúng ta phải đến được từng cái thành phần. Thì cái nhu cầu rất quan trọng là chúng ta đến được từng cái thành phần trong cái cấu trúc. Thì đó là cái thao tác cơ bản. Thì chúng ta đơn giản là dùng cái dấu chấm và sau đó là cái tên thành phần thôi. B1 này nhắc lại nó không phải là biến hay là cái gì hết á, đó là tên của cái thành phần cấu trúc bôn lai này này. Là thành phần thứ nhất của lai, B2 là thành phần thứ hai. X là thành phần thứ nhất của bôn này như vậy. Giờ chúng ta dùng cái tên của cấu trúc, sau đó là chấm và tên thành phần. Vậy thì L.B1 là chúng ta muốn truy cập vào cái thành phần đầu tiên của cái line, đó là một bôn. Và L.B1 kiểu gì thì nó là kiểu bôn. L là line, L.B1 là kiểu bôn. Thì tất cả đều có cái thông tin kiểu đi kèm hết ha, một cách khai tự mình hay là ngầm định nó có đều có suy ra được. Cho nên cái việc chúng ta bỏ B vào đây cũng không có vấn đề gì hết. Rồi cái việc này nó có thể để làm nhiều lần, thì bởi vì là B1 nó lại là một cái thành phần có cấu trúc, nó nghĩa là nó lại có thành phần, nó là một bôn mà. Vậy chúng ta có thể chấm tiếp và sau đó là tên của cái thành phần để chúng ta có thể đến cái thành phần nhỏ hơn bên trong nữa. Rồi như vậy tới đây, dĩ nhiên tới đây thì x này nó là một in rồi, chúng ta không có chấm cái gì được nữa, bởi vì đơn giản nó là kiểu cơ bản, nó không có thành phần bên trong nữa. Cái dấu chấm đó chúng ta cũng thường làm việc với cái con trỏ, trỏ đến một cái vùng nhớ mà vùng nhớ đó là dữ liệu của một cái kiểu cấu trúc nào đó, thì cái con trỏ đó người ta gọi là con trỏ cấu trúc. Thì con trỏ cấu trúc nó cũng là cái con trỏ dữ liệu như những cái thằng khác thôi,
À, con trỏ dữ liệu trỏ đến một cái vùng nhớ chứa dữ liệu thì ở đây cũng vậy thôi, nhưng mà đặc biệt ở chỗ cái vùng nhớ đó không có chứa dữ liệu cơ bản mà nó chứa cái dữ liệu cấu trúc phức hợp, nghĩa là nó có nhiều cái thành phần bên trong. À, vậy thì cái quan trọng là làm sao chúng ta truy cập từng cái thành phần đó thông qua cái con trỏ. Thì cũng vậy, dĩ nhiên chúng ta phải xài tên của cái thành phần. À, nhưng mà về mặt cú pháp thì nó phân biệt với cái dấu chấm, cần phải phân biệt dấu chấm. Bởi vì khi chúng ta dùng dấu chấm nghĩa là trước đó phải là cái vùng nhớ đó rồi. À, cái vùng nhớ của cái bone thì chúng ta đã có cái vùng nhớ của bone, chúng ta chấm y thì chúng ta mới đến 4 bài sau của cái vùng nhớ đó. Chấm x thì là 4 bài đầu của vùng nhớ đó. Đằng này chúng ta xuất phát từ con trỏ, nghĩa là chúng ta không không đương ở cái vùng nhớ đó mà chúng ta ở một cái chỗ mà chỗ đó mới chứa địa chỉ của thằng kia. Vậy thì rõ ràng cần phân biệt cái này. Cho nên thì nó dùng một cái ký pháp khác là cái dấu mũi tên này. Vậy thì khi dùng con trỏ đến cấu trúc thì chúng ta lưu ý chúng ta dùng cái dấu mũi tên này thôi. À, về mặt ý nghĩa thì khá rõ, bản thân BB này không phải là vùng nhớ của cấu trúc mà nó là vùng nhớ của con trỏ, và nó chứa ở đây ví dụ nó chứa địa chỉ của B nè. À, như vậy BB là vùng nhớ 4 byte, nó cũng 4 byte bình thường, con trỏ cấu trúc cũng như con trỏ nào đi nữa nó cũng 4 byte ha, và trong đó chứa địa chỉ của cái vùng nhớ mà vùng nhớ đó mới là cấu trúc. À, như vậy BB này là một cái vùng nhớ gián tiếp đến cái kia và chúng ta phải dùng cái như thế này. Và khi dùng cái dấu mũi tên này thì nó sẽ làm thế nào? Nó sẽ đi vào cái BB này, 4 byte của BB này, và nó diễn giải đó là một cái địa chỉ, và từ cái địa chỉ đó nó mới nhảy được cái vùng đến được cái vùng nhớ, và nó hiểu cái vùng nhớ đó là 8 byte. Cái vùng nhớ mà nó đến đó là 8 byte, bởi vì BB này được khai báo là bone sao mà, nghĩa là sẽ ám chỉ là trỏ đến bone. Và cái ít này thì nó sẽ nhảy, nó sẽ lấy bốn bốn bài đầu tiên thôi. À, còn chỗ này chúng ta dùng dấu chấm nè, chúng ta lưu ý bởi vì sao BB là biết rồi, là chúng ta đến cái vùng nhớ mà BB trỏ, nghĩa là vùng nhớ 8 bài đó. Như vậy bản thân sao BB này thì đã, sau khi chúng ta sao BB rồi thì nghĩa là chúng ta đến cái vùng nhớ đó rồi, chúng ta đến cái vùng nhớ đó rồi thì muốn truy cập cái thành phần chúng ta chỉ cần chấm thôi. À, thì chỗ này dấu chấm, chỗ này dấu tên, như vậy nhiều bạn không có rõ chỗ này nhưng mà nó cũng không có cái vấn đề gì hết khi chúng ta nắm con trỏ rồi ha. Và cái này nó có thể để quy tiếp bình thường. À, thì BB mũi tên x hay là BB y chỗ này, rồi giả sử chúng ta có một cái con trỏ nè, gọi là BL chứa địa chỉ của L. À, vậy thì khi đó L B1 chúng ta phải như vậy truy cập đến cái thành phần B1 của cái vùng nhớ like, vùng nhớ đó do BL trỏ thì chúng ta biết như vậy. À, nhưng mà chúng ta lưu ý khi chúng ta đến đây rồi thì để truy cập đến cái x này thì chúng ta lại phải dùng dấu chấm nha. À, tới đây là chấm nè chứ không có mũi tên nữa. À, bởi vì L B1 là chúng ta đến được cái vùng nhớ 8 bài chứa bone rồi, và chấm x để chúng ta đến truy cập cái thành phần 4 bài đầu của vùng nhớ đó thôi. À, như vậy là cái lệnh này làm cái gì? Như vậy tôi đã bỏ 20 vào chỗ này nè. À, sửa cái line này lại, hay nói khác là cái line của chúng ta bây giờ nó là một cái đoạn có điểm đầu là 21, điểm cuối là 22. Còn ví dụ chỗ này là y chẳng hạn thì là chúng ta sửa chỗ này.
Rồi, chỗ này thì là BL nha, còn L thì phải là dấu chấm, nó báo lỗi là phải rồi, tôi quên con trỏ này. Để chúng ta đến rồi. L địa chỉ nó là FF54 nè, tôi coi thử thằng BL nó là cái gì. BL nó chứa 12 FF54 ha, nó show ra đây là nó chứa, còn địa chỉ của nó thì dĩ nhiên là nó lại là một cái vùng nhớ khác ở FF48 này. Vậy thì nếu chúng ta dùng chữ BL là chúng ta ám chỉ đến cái vùng nhớ 43 này nè, và trong vùng nhớ này nó mới chứa 12 FF54 thì đi theo cái địa chỉ đó. À, thì chúng ta mới đến được cái vùng nhớ của L, và vùng nhớ này phải hiểu là 16 bài, trong đó có 8 bài đầu, 8 bài sau, và 8 bài đầu này cũng chia ra làm 4 bài, nói 4 bài thằng kia cũng vậy. Như vậy thì B là mũi tên B mà này, chúng ta sẽ đến được cái nào? Đến được cái 8 bài đầu này. À, và khi chúng ta đến đây được rồi thì chúng ta phải chấm y, nó không có gián tiếp gì nữa, chấm y để chúng ta nhảy trực tiếp đến cái thành phần sau nè, nghĩa là 4 bài này. Và tôi bỏ 20 vào, nghĩa là 20 nó sẽ đẩy vào đây nè. À, chúng ta thấy 20 đã bỏ vào đây. 20 là cái số 10, 14 là cái số 16. Okay, mọi người có vấn đề gì thì hỏi liền ha, chúng ta không có lời đấy. Cái này cũng không có khó gì, không có khó gì lắm, nhưng mà nó rất quan trọng. Ở đây chúng ta thấy nó là một cái manh mún đầu tiên trong cái việc làm sao đó ghép nhiều cái thành phần lại thành một cái dữ liệu đơn nhất. Thì sau này nó sẽ phải phải hoàn thiện cái kiểu này nữa. Nhưng mà đây là một cái kiểu có cái tầm quan trọng lớn ha. C# Java thì nó tiến hóa hơn một xíu rồi, thì đó nó sẽ dùng cái kiểu chính là kiểu kiểu lớp mà chúng ta sẽ nói sau này. À, còn lại thì C nó vẫn dùng cái kiểu này là chính, và một số ngôn ngữ khác nó vẫn vẫn lấy trọng tâm là cái nhóm kiểu này quan trọng. Một cái vấn đề rất lớn liên quan đến kiểu chúng ta đã biết đó là vấn đề tương thích kiểu. Thì bây giờ trong cái kiểu cấu trúc á, thì nó sẽ phức tạp hơn, nó sẽ phức tạp hơn nhiều. Trước đây á, khi chúng ta làm việc với kiểu cơ bản thì cái việc tương thích giữa những cái kiểu này mặc dù trong vài tình huống có vẻ phức tạp nhưng mà dù sao cũng được coi là đơn giản, bởi vì những cái kiểu này rất cơ bản. Cái câu hỏi là kiểu in với kiểu float có thể trộn chung, và theo nghĩa là một biến float có thể chứa in được không, vân vân. Thì dù sao những cái này đều là kiểu cơ bản, cái định dạng của nó khá cơ bản, khá khá đơn giản. Cho nên thì có vẻ như là thằng C nó sẽ hỗ trợ nhiều, theo nghĩa là sẽ có những cái chuyển kiểu ngầm định các thứ vân vân. Nhưng mà lên đến kiểu cấu trúc rồi thì cái vấn đề tương thích kiểu nó lại là vấn đề cực khó. Vấn đề rất khó, vì đơn giản khi chúng ta lên kiểu cấu trúc rồi thì chúng ta có thể dùng kiểu cấu trúc để chúng ta biểu diễn cho một sinh viên, một cái thực tế chúng ta cũng có thể gì biểu diễn dùng cái kiểu cấu trúc để biểu diễn cho một cái điểm chẳng hạn, một cái bo. Vậy thì lấy một cái cấu trúc này bỏ vào cái cấu trúc kia, nếu được thì như vậy có thể là chúng ta lấy một điểm dữ liệu, một điểm chúng ta bỏ vào một sinh viên. Vậy thì làm sao lấy một điểm mà bỏ vào điểm này là điểm điểm trong độ ha, bỏ vào một sinh viên được. Thì rõ ràng không không có được. Bây giờ cái ý nghĩa nó đã bắt đầu tách ra rất là xa rồi, là rõ ràng chỗ này thì không có làm, không thể làm cái thao tác đó được. Hay là ví dụ trong vài tình huống thì chúng ta có dữ liệu của sinh viên rồi, chúng ta có là một cái sinh viên ví dụ hệ từ xa chẳng hạn, hay là ví dụ như là sinh viên chính quy chẳng hạn,
À vậy thì lấy dữ liệu của một sinh viên chính quy bỏ vào cái vùng nhớ, hay là lấy đó làm dữ liệu của một cái sinh viên đào tạo từ xa chẳng hạn. À vậy thì trong cái tình huống đó thì có vẻ như nó cũng cũng được đi. À cũng được đi, vì dù sao thì hai cái đối tượng đó nó vẫn có cái chung khá là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta chia ly đến mức như vậy thì cái khổ của cái trình biên dịch là nó phải phải làm cái bài toán, nó làm cái bài toán đó là với hai kiểu thì nó phải xét được cái tính tương thích của hai kiểu. À vậy thì hai kiểu này tương thích cỡ nào, ví dụ 100% thì quá tốt rồi, hai kiểu đó coi như là một. À nhưng mà ví dụ 90% 100% là không. À nhưng mà cái bài toán đó thì khó. À, cho nên thì thằng C nó không có giải cái bài toán đó, không giải bài toán đó. Nó có cái quy tắc đơn giản là đối với lại kiểu cấu trúc thì hai kiểu khác nhau tức là khác tên nhau, hai kiểu khác nhau tức là khác tên nha, thì ở đây nó chỉ đặt tên cấu trúc thì coi như là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, không tương thích với nhau được, khác nhau 100%. Nghĩa là chúng ta không thể nào mà lấy cái kiểu này cho kiểu kia rồi chuyển đổi gì, không có cái chuyện đó. Và thằng C nó từ chối mọi cái thao tác như vậy, nó không chịu làm. À, chúng ta có ép nó đi nữa cũng cũng không được, không có chuyện ép kiểu tường mình, nó cũng cũng không thèm làm, nó báo lỗi nó không làm. Có cái lý do ha, thì chúng ta đã rõ rồi, bởi vì đơn giản là nếu nó làm thì nó phải khám phá được là thằng này với thằng này tương thích cỡ nào hay là giống nhau cỡ nào, như vậy toán nó không có làm được. Đây chúng ta thấy ví dụ như là tôi có một cái kiểu in một, nó là kiểu dữ liệu khá đặc biệt, chúng ta dùng nó như là kiểu cấu trúc dự định là có nhiều thành phần, nhưng mà thực tế nó chỉ có một thành phần thôi. À, thành phần đó lại là kiểu y. À vậy thì cái kiểu này, kiểu cấu trúc này có một thành phần tên A kiểu y, về mặt vùng nhớ thì nó cũng là 4 bài thôi, 4 bài. À giờ thì thực tế chúng ta có thể xem in một này như là in chứ không khác biệt gì đâu. À in một này như in vùng nhớ đó. À nhưng mà nếu chúng ta lấy một cái in chúng ta bỏ vào cho nó thì lại không được. À chúng ta lấy số 10 chúng ta bỏ vào là hoàn toàn không được, bỏ cái dấu này đi nha, lấy 10 bỏ vào là không được. 10 kiểu in, trong khi i1 này là kiểu cấu trúc tên là i1, mặc dù thực tế nó cũng là một in thôi, nhưng mà nó không cho. Chúng ta phải bọc lại như thế này thì khi đó nó hiểu là kiểu cấu trúc có một thành phần mà, vậy thì được. Hay là nếu chúng ta có i1 in vậy thì i1 này nó sẽ cũng chứa 10 bên trong, mà chúng ta lại bỏ nó vào gì thì cũng không chịu. Rồi nói chung thì những cái này đều lỗi hết. Hay là thậm chí một cái trong có vẻ ngớ ngẩn hơn nữa, tôi có cái kiểu cấu trúc tên in1 có một thành phần tên A kiểu in, kiểu cấu trúc tên in2 cũng một thành phần tên A kiểu in. Rõ ràng in1 với in2 này giống nhau chứ có khác gì đi ha, chỉ khác cái tên thôi. Cả hai này đều có một thành phần kiểu in, kể cả cái tên thành phần cũng giống, nhưng mà thực tế cái tên không có quan trọng. Vậy thì in1 với in2 rất giống nhau, vậy thì tôi lấy dữ liệu của in1 tôi bỏ vào dữ liệu cho in2 cũng được. Vậy in1 tôi bỏ vào in2, in2 kiểu in2 in1 kiểu... À, vẫn không chịu ha, không chịu. Nói chung chúng ta làm sao nó cũng không chịu hết, để không hay là ép kiểu cũng vậy. Ê, nhưng mà con trỏ thì lại khác, con trỏ thì lại khác, và đó là lý do mà khi làm việc với cấu trúc thì người ta làm việc với con trỏ cấu trúc thay vì bản thân cấu trúc. Chúng ta sẽ dùng gián tiếp một cái con trỏ trỏ đến cấu trúc đó thì mọi thứ nó trở nên nó linh hoạt hơn ha, và nó nhiều cái thao tác làm được, thì con trỏ với cấu trúc lại càng quan trọng nữa ha.
Cái này chúng ta về coi thêm ha, về coi thêm. Ở đây về cơ bản nè, cơ bản chứ nói chỗ này thôi, những cái khác mọi người về coi thêm ha. Tôi có AI là một vùng nhớ được hiểu như là một mảng bốn số nguyên liên tiếp, số nguyên đầu là 5, 6, 7, 8 này, tôi khởi động này. 5, 6, 7, 8. Như vậy AI vùng nhớ của nó mặc dù là 16 byte, cũng 16 byte đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó là bốn con số nguyên liên tiếp trong đó, mỗi con số 4 byte. Chúng ta có có L. Chúng ta có BL được khai báo là kiểu lai sao, BL được khai báo là kiểu lai sao này. Vậy thì dự định đó là BL sẽ chứa địa chỉ của một vùng nhớ, mà vùng nhớ đó phải tổ chức như là một lai, nghĩa là vùng nhớ đó sẽ có hai thành phần, mỗi thành phần 8 byte liên tiếp, mỗi thành phần như vậy là một bôn, bôn này lại chia như vậy nữa, vân vân. Nhưng mà như vậy ở đây nếu mà chúng ta gán AI vào cho BL, tức là lấy địa chỉ của cái mảng này nè làm giá trị cho BL, nghĩa là BL trỏ đến cái vùng nhớ mà 4 byte hiểu theo theo cái mảng đó, thì nó dĩ nhiên nó không chịu, nhưng mà chúng ta ép kiểu được, ép kiểu con trỏ như thế này được nè. A này là địa chỉ của cái mảng đó thôi ha, A là địa chỉ của mảng đó, và chúng ta bỏ như vậy là dĩ nhiên nó không chịu, cái vị ý nghĩa hoàn toàn khác. BL này dự định trỏ đến cái địa chỉ, mà địa chỉ đó phải là một một lai, đằng này là như vậy, nhưng mà chúng ta có thể ép kiểu được. Thì tại sao chúng ta làm được? Với khi chúng ta làm thì thực tế về mặt bộ nhớ thì A này bốn con số nguyên liên tiếp, còn lại lai thì nó cũng là bốn con số nguyên liên tiếp thôi. Còn lại cái mức mà phân gộp như vậy vân vân là chỉ có ở cái ý của lập trình viên thôi. Như vậy thì ở đây nó cho, và nếu như vậy vậy thì cái BL ít này, à xin lỗi, không, BL B1 ha. À là nếu đã như vậy rồi thì BL bây giờ trỏ đến cái vùng nhớ này nè, 1 2 3 4 này nè. Đây, cái mảng của chúng ta có bốn con số nguyên này nè. À bây giờ BL chứa địa chỉ cái này rồi, vậy thì BL B1 nó sẽ là đây. Nó sẽ là đây. Và BL B2 sẽ là đây. Và như vậy thì bốn con số nguyên này bây giờ theo cái cách nhìn của BL có thể nói như vậy ha, thì được xem như là bốn cái con số góp phần tạo nên cái lai, trong đó hai con số đầu sẽ là tung độ, hành độ tung độ của cái điểm đầu, và hai con số sau như vậy. Thì có nhiều cái tình huống mà chúng ta phải như vậy, chúng ta phải làm như vậy. Và chúng ta thấy cái chỉ có cái con trỏ kiểu cấu trúc thì chúng ta làm thoải mái ha, còn lại nếu chúng ta làm cái cấu trúc thì cái kiểu chúng ta nếu mà không giống nhau, không cùng tên thì nó không có cho chúng ta làm cái gì hết trên đó. Đây là cái quan trọng, cái gọi là cấu trúc tự trỏ, và nó được dùng để hiện thực những cái cấu trúc dữ liệu trừu tượng hay là mô hình dữ liệu mà chúng ta đã được biết, ví dụ như là cây nhị phân, danh sách liên kết các thứ vân vân, thì đều được cài đặt như là những cái cấu trúc tự trỏ. Trước hết nó là cái khái niệm gọi là những cái cấu trúc đệ quy, những cái cấu trúc dữ liệu, chúng ta nói dữ liệu
Thì chúng ta đã đương đương nói hồi ha, những cái dữ liệu nào mà thuộc kiểu cấu trúc hay là nói chung về trừu tượng là những cái dữ liệu mà nó có những cái thành phần bên trong thì người ta hay gọi là những cái dữ liệu có cấu trúc, những dữ liệu có cấu trúc hay còn gọi là nó là cấu trúc dữ liệu đi ha, gọi là cấu trúc dữ liệu đi. Thì nó là những cái dữ liệu cấu trúc, cái dữ liệu cấu trúc mà kiểu đệ quy đó ha, đó là những cái cấu trúc, những cái dữ liệu cấu trúc mà có một hay nhiều thành phần có dạng của chính nó. Cái này chúng ta cũng cũng hay gặp ha, ví dụ một cái cây trong tự nhiên chẳng hạn, cái cây thì nó gồm có nhiều nhánh, nó trong tự nhiên ha, có nhiều nhánh và chúng ta thấy là cái nhánh, từng cái nhánh cây nó cũng có cái dạng của một cái cây, bởi vì cái nhánh đó nó cũng lại có những cái nhánh con và những cái nhánh con nó lại cũng có cái dạng của cái cây và nó có những cái nhánh con nữa và nó tẻ cho đến khi nó là cái lá thì nó không không có tẻ nhánh nữa. Hay là ví dụ như là một một người chẳng hạn, dữ liệu của một người thì bởi vì dữ liệu của một người thì gồm thông tin của người đó rồi, ví dụ như là có thêm dữ liệu con cái của người đó chẳng hạn. À vậy thì dữ liệu của một người sẽ có một số thành phần lại là dữ liệu con cái của họ, mà dữ liệu con cái của họ thì bản thân nó cũng lại là người. Như vậy cái dữ liệu mà có một hay một vài cái thành phần mà có cái dạng của chính nó, một người có con cái và con cái nó lại cũng là người nữa, thì cái dữ liệu như vậy gọi là những cái dữ liệu đệ quy. Thì dĩ nhiên nó phải có cái cấu trúc, nó thuộc dạng cấu trúc thì mới 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 có nhiều thành phần, cho nên người ta gọi đó là những cái cấu trúc đệ quy ha. Thì ví dụ trong cái môn cấu trúc dữ liệu chúng ta đã gặp cái một cái dạng như vậy là cái cây nhị phân. Cái cây nhị phân là một cái cấu trúc đệ quy, nó gồm có nút mang dữ liệu và hai cái cây con, và hai cái con. Vậy thì đây là một cái dữ liệu có cấu trúc ba thành phần, một thành phần mang mang dữ liệu của nút thì không có vấn đề, nhưng mà hai thành phần kia nó lại là hai cái cây, nó lại là hai cái cây. À, thì về mặt ý nghĩa thì nó bình thường, nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta hiện thực cái này trên máy à, vậy thì nó gặp cái vấn đề. À, ví dụ chúng ta không thể khai báo một cái cây nhị phân nó như thế này, strict bin tree trong đó có chứa dữ liệu và hai cái cơ con trái phải được, khai báo như thế này thì không được. À, đây bin tree như vậy, ở đây về mặt ý nghĩa thì ở đây ổn nè ha. Thì bin tree là dữ liệu đệ quy có hai thành phần có dạng của chính nó, tức là cũng là bin tree nè. Thì cái này không ổn chỗ nào, không ổn ở chỗ là về mặt tổ chức bộ nhớ cho nó, vậy thì chúng ta phải dùng bao nhiêu byte cho bin tree này, không được. À, ví dụ tôi gọi x là số byte cần cho cái vùng nhớ chứa một bin tree, vậy thì x nó sẽ bằng tổng chứa data và tổng chứa left byte. À, data này thì 4 byte thôi. À, vậy thì vùng nhớ như vậy x nó sẽ bằng 4 cộng cho vùng nhớ của left, vùng nhớ của right, mà vùng nhớ của left cũng là bin tree vì vùng nhớ của left là x. Một bin tree như vậy cần x byte, vậy thì chúng ta có x sẽ bằng 4 cộng cho x cộng cho x. À, chúng ta không giải được. À, như vậy x là bằng 4 cộng 2x. À, thì nếu có thì nó chỉ là trừ trừ 4, nhưng mà đây nó không 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 có âm được ha. Thì như vậy không ổn. Thì cái này chỉ có thể giải quyết, cái mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết bằng cách dùng cái con trỏ. Dùng con trỏ. Và cái cấu trúc lúc này người ta gọi là cấu trúc tự trỏ, cấu trúc tự trỏ. À, còn cái về mặt ý nghĩa như thế này gọi là cấu trúc đệ quy. À, vậy thì nghĩa là người ta phải dùng cấu trúc tự trỏ để người ta hiện thực cái cấu trúc đệ quy, ý nghĩa của nó vẫn là cấu trúc đệ quy thôi. Một cái cây nhị phân sẽ có nút và hai cây con, chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà hiện thực thì phải thành như thế này. Cấu trúc này gọi là tự trỏ ở chỗ là gì, nó là một cái cấu trúc có một hay vài thành phần là con trỏ trỏ đến bản thân cái cấu trúc đó,
bản thân kiểu cấu trúc đó. À, cái này ổn. Trước hết là ở chỗ là vùng nhớ cho thằng này là bao nhiêu byte. À vậy thì vùng nhớ cho thằng này nó chỉ là 12 byte. Bởi vì data 4 byte, left này là con trỏ chứ địa chỉ 4 byte, right này cũng vậy, vậy thì vùng nhớ này là 12 byte. 12 byte à. Không có cái vấn đề gì hết. Khi tôi đã khai báo cái bin tree này và ý nghĩa nó như vậy, ý nghĩa của nó là một cấu trúc để quy và tôi dùng cấu trúc từ trỏ để tôi hiện thực ha. À, vậy thì với cái những cái khởi động này mọi người có thể truy cập thành phần mà chúng ta bỏ vào bình thường ha. Ở đây thì tôi chỉ làm để thấy cái cấu trúc đó và đặt thao tác trên cái vùng nhớ của nó thôi. Còn lại những cái thao tác nâng cao thì chúng ta đều đã làm trong cái môn cấu trúc dữ liệu ha, nhưng mà nó cũng không có quan trọng ở đây. Quan trọng chúng ta thấy cái ý nghĩa của cấu trúc từ trỏ này, chúng ta phải nhờ nó mới có thể hiện thực cái cấu trúc để quy. À, và khi đã có rồi thì nó vẫn cứ vận hành bình thường. Left right là những cái con trỏ kiểu cấu trúc thôi, tình cờ là nó lại trỏ đến cùng cái kiểu này, nhưng mà không có vấn đề gì hết. À, không có vấn đề gì hết. Vậy thì ví dụ T1 này ba thành phần ha, ba thành phần nè, đầu tiên nhớ thứ tự, đầu tiên là cái dữ liệu trong nút hai con trỏ này. À, vậy thì T1 bằng 10 nun nun, vậy thì đó là một cái về mặt ý nghĩa nha, cái hình ảnh này là ý nghĩa, đó là một cái cây chỉ có nút mà không có hai cây con, vậy thì đó là một nút lá. Đây T1 nó chính là thằng này nè, nó chiếm 10%. T2 có gốc là 20, con trái là đầu tiên, con trái chứa địa chỉ của T1, chỗ này cấu trúc từ trỏ nó không chứa T1 được, 10 này không thể bỏ vô trong 20 này gộp vô đây được. À, mà thằng này sẽ mới có một chỗ trỏ đến thằng này, phải gián tiếp như vậy mới cái giải quyết cái mâu thuẫn kia ha. Thì như vậy, nhưng mà về mặt ý nghĩa thì chúng ta cứ như vậy. À, cái cây 20 này có chứa 20 và hai cây con. Cây con bên trái là cây này. Cây con bên phải thì không có. Không có thì dùng con trỏ đặc biệt null để ám chỉ. Rồi T4 thì có 40 null null, như vậy là T4 là đây nè. À, rồi T3 qua cái khởi động này thì T3 chứa nút gốc là 30. Con bên trái thì không có, nghĩa là chưa có cái mũi tên này. À, chưa có mũi tên này. Con phải là địa chỉ, như vậy chúng ta có 30 trỏ 40 như thế này. Về mặt ý nghĩa đó là một cây có nút 30, không có cây con trái nhưng mà có cây con phải là 40. Rồi sau đó cái lệnh này nè. T3 left là để truy cập cái mũi tên cái chỗ này nè của T3. Và chúng ta mới cho nó trỏ đến cái địa chỉ T2, vậy thì sau đó chúng ta mới có cái mũi tên này thiết lập. Thì khi đó chúng ta sẽ có được trong bộ nhớ là giải các bài, nhưng mà về ý nghĩa thì chúng ta có cái hình ảnh trong đầu như thế này. Còn lại trong bộ nhớ thì nó cứ sắp phẳng mà chúng ta cứ trải đều nó ra rồi nó móc chỗ này. Thực tế nó cũng không có mũi tên mà nó chỉ đơn giản là chứa địa chỉ thôi. Thì hiểu như vậy vân vân ha. À, nhưng mà quan trọng đối với chúng ta là cái này nè. Còn lại trên cái vùng nhớ đó thì ở đây tôi giảng để cho mọi người rõ thôi, chứ còn thực tế chúng ta cũng không cần để ý nó nhiều lắm. Cái kiểu đặc biệt của kiểu cấu trúc và một cái kiểu nó hơi quái một xíu. À, nó rất đặc biệt mà nhiều cái ngôn ngữ khác không có, mà chỉ có mình thằng C nó có thôi. Và đây là một cái đặc trưng của C. Nhiều cái ngôn ngữ sau người ta không có cái kiểu này bởi vì thấy nó phức tạp mà không có cần thiết. Không có cần thiết, nghĩa là không có nó thì cũng cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều, cũng chẳng có chết ai, mọi thứ vẫn có thể làm việc bình thường trên ngôn ngữ đó. À, nhưng mà tôi vẫn nêu ra đây bởi vì nó có một cái ý nghĩa khá
khá hay về mặt cái dữ liệu nói chung, chứ không phải là tôi đương cổ xí cho ngôn ngữ C hay cái gì, bởi vì thằng này hầu như chỉ mình thằng C mới có, những ngôn ngữ khác không có ha. Kiểu hợp nó cũng là một cái kiểu dữ liệu gồm nhiều thành phần dữ liệu, nghĩa là nó giống cấu trúc, các thành phần này cũng khác kiểu nhau được ha, có thể khác kiểu nhau được, giống ABC cấu trúc. À, nhưng mà nó có khác biệt, đó là các thành phần dữ liệu này sẽ được lưu trữ tại cùng một vùng nhớ, tất cả thành phần đều lưu trữ cùng một vùng nhớ. Vậy thì cái thành phần này nó đè thành phần kia thì sao? À, ví dụ chúng ta có một cái dữ liệu một điểm, hai thành phần hành độ tung độ mà chúng ta là khai báo theo kiểu kiểu hợp dữ nên, vậy thì không ổn, bởi vì cả hai thành phần nó cùng một chỗ, vậy thì ý tôi bỏ vào ý thì nghĩa là y cũng bị thay đổi, ý nó là một ha, thì không có ổn trong tình huống đó. Nhưng mà nhiều tình huống khác thì nó lại lại rất hay ha, lại rất hay. Câu hỏi đầu tiên là cái kích thước của một cái kiểu hợp nó sẽ là bao nhiêu nếu biết kích thước của các thành phần. Thì bởi vì các thành phần cùng lưu trữ tại một chỗ. À, dĩ nhiên các thành phần này có thể khác khác kiểu, cho nên nó có thể khác kích thước. Có nghĩa là thằng này có thể bự hơn thằng kia, nhưng mà tất cả đều cùng cùng bắt đầu tại một cái ô nhớ đầu tiên. Nghĩa là nó có thể đè lên nhau mặc dù không trùng khít. À, vậy thì cái vùng dữ liệu của kiểu hợp nó sẽ là kích thước của kiểu hợp nó sẽ là kích thước của cái kiểu có kích thước lớn nhất trong các thành phần, trong khi kiểu cấu trúc thì kích thước của kiểu cấu trúc sẽ là tổng kích thước của các thành phần, và có thể có thêm những cái bai độn nếu cần ha. Còn kiểu hợp thì nó kích thước của nó sẽ bằng mass, kích thước lớn nhất của các thành phần. Trở lại kích thước của kiểu ý, nãy chúng ta biết rồi, đây là một cái struct nha. Nó sẽ là 8 byte bởi vì nó bằng tổng của các thành phần. Cha là 1 byte, A là 1 này, X là 4, 1 cộng 4 là 5, cộng thêm 3 cái byte độn nữa. Chúng ta đã biết rồi ha, thì nó là 8 byte. Nếu mà tôi đổi cái chữ này lại thành chữ union thì nghĩa là chúng ta đương muốn khai báo X này là kiểu hợp chứ không phải là kiểu cấu trúc. Thì khi đó cái kích thước của nó chỉ còn 4 thôi. 4 này chính bằng mass của hai cái thằng này. Thằng này 1, thằng này 4, vậy thì thằng kích thước á thì thằng này như vậy kích thước của ý là 4. Và cả A lẫn X đều lưu trữ tại cùng một chỗ. Lưu trữ gần một chỗ ha. Thì đây tôi ví dụ chúng ta thấy x A và Y đi, hai thành phần này, hay là AB đi. Một cái biến x kiểu như vậy. Ví dụ tôi gán xb bằng 1 1 2 2 3 3 4 4 nè, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra này, tôi đã có địa chỉ của x a 12 ff 60, địa chỉ của x a cũng là 12 ff 60, địa chỉ của xb a cũng 12. Như vậy là hai thằng bằng nè bố trí cùng tại chỗ, cùng tại bắt đầu thì cùng một chỗ, nhưng mà thằng A thì chỉ 1 byte thôi, thằng B thì 4 byte ha. Để bắt đầu vậy thì kể về cái vùng nhớ chỗ này. Đây 4 byte này nè. Thì khi tôi chạy cái lệnh này, cú pháp nó giống
giống cái thằng cấu trúc thôi, truy cập các thứ bình thường ở đây ha. Thì chúng ta thấy đây 44 rồi, nghĩa là chúng ta đã bỏ cái này vào thành phần này. À nhưng mà cái vấn đề đó là chỗ 13 này nè, nó cũng là chỗ chứa cái thành phần A. Như vậy cái việc này chúng ta đã làm đồng nghĩa với việc cái hiệu quả là XA bây giờ nó sẽ là 44. Ở đây tôi truy cập thử XA nè. 68 là cơ số 10 nha. Là thấy này 44 nè. À như vậy thành phần A chỗ này bây giờ. Và tương tự như vậy nếu mà tôi lại đổi cái thành phần A chỗ này thì thành phần B nó lại bị đổi. Ví dụ đây tôi đưa XB là bao nhiêu? À XB là 1 1 2 3 3 4 4, đây bố trí thế này thì 4 4 3 3 1 ha. Bây giờ nếu tôi chạy một cái lệnh, tôi có thể gõ code chỗ này, còn không tôi chạy luôn trong cái chế độ về bến này để mọi người dễ thấy. Đây, mọi người có thể gõ để tương tác vào chỗ này, còn không thì chạy lệnh bình thường thôi. Ở đây như vậy XB tôi chạy tới đây rồi, XB nó sẽ là 1 1 2 3 4 4. Ở đây tôi truy cập XA và tôi bỏ vào 5 5 trong đó. Vậy thì cái này nó sẽ bỏ 5 năm vào trong thành phần A. Thành phần A là 13 chỗ này. À vậy chúng ta thấy 5 năm bỏ vào đúng cái chỗ của nó, không có vấn đề. À nhưng mà cái vấn đề đó là như vậy bây giờ XB hỏi nó là bao nhiêu? À thì nó là 1 1 2 2 3 3 5 5. Bởi vì đây vùng nhớ của nó đây ha. À, thì có những cái tình huống nó như vậy. Và chúng ta dùng cái này thì sẽ quen viết rất là tốt. Còn về mặt ý nghĩa đó là giả sử như là tất cả các thành phần này cùng kích thước đi, cho dễ hình dung ha. Như vậy là tất cả các thành phần này cùng chiếm một cái vùng nhớ, cùng chiếm một cái vùng nhớ. Và dĩ nhiên cái vùng nhớ đó tại một thời điểm nó chỉ chứa một cái dữ liệu nào đó. À, thì khi đó chúng ta chỉ có một dữ liệu. Vì dữ liệu là chứa bên trong vùng nhớ mà, chúng ta chỉ có một dữ liệu. À, nhưng mà chúng ta có thể có nhiều cái thành phần để truy cập đến nó. Và mỗi cái thành phần nó lại có cái kiểu. Và hay nói cách khác là cùng một cái dữ liệu đó chúng ta sẽ có nhiều cái cách hiểu, hay là nhiều cái cách diễn giải cái dữ liệu đó. Bởi vì cũng cái vùng đó mà chúng ta truy cập với thành phần kiểu in thì chúng ta hiểu nó như là một in. À vậy thì 1 1 2 2 3 3 5 5 này hiểu như là một in, vậy thì nó là một con số 1 1 2 3 5. Nhưng mà cũng cái vùng này chúng ta hiểu nó như là một cha, vậy thì dĩ nhiên chỉ có cái vài là vậy thì nó lại là ký tự u chỗ này. Cũng cái vùng này chúng ta hiểu nó như là một con trỏ thì nó lại khác, và hiểu nó như một cái số thực. Thằng này vẫn có thể hiểu như một số thực, bởi vì một số thực float chẳng hạn nó cũng có 4 byte thôi. À thì nó lại là một con số thực nào đó. À nghĩa là chúng ta có một cái dữ liệu đơn nhất nhưng mà có nhiều cách diễn giải đó tùy theo cái thành phần chúng ta đương truy cập. Và đó là một cái ý quan trọng trong cái vấn đề về dữ liệu. Như vậy kiểu hợp nó cho phép nhiều cách diễn giải, cách hiểu trên cùng một cái dữ liệu. Cái chuyện này cũng dễ thấy bình thường thôi. Đôi khi chúng ta thấy cái tình huống dễ thấy đó là cùng cái dữ liệu nhưng mà khi chúng ta hiển thị chúng ta có thể nó theo nhiều cách. Ví dụ như là con số 0.1 chẳng hạn, chúng ta có thể hiểu nó là một con số thực, cũng có thể hiểu nó là 10%. Thì ví dụ trong Excel chẳng hạn, cùng một cái dữ liệu tại cái ô đó nhưng mà khi chúng ta format cái cell đó thì chúng ta có thể hiểu nó như là phần trăm thì nó sẽ là 10%, còn số thực sẽ là 0.1. thậm chí chúng ta hiểu nó như là một cái biểu đồ thì chỗ đó sẽ là một cái hình bánh rồi tiêu thụ bao nhiêu trong đó cho chúng ta, vân vân. Cùng cái nội dung nhưng mà có nhiều cái cách, nhiều cái hình thức. Thì ở đây nó là cùng một cái nội dung
nhưng mà nhiều cái cách diễn giải, nhiều cái cách hiểu. Thì cái ý nó như vậy thôi. Còn lại cái kiểu này thì cái cách làm việc nó giống cái cấu trúc. Cách làm việc ở đây là cái cú pháp ha, cú pháp giống cấu trúc. Nhưng mà khi chúng ta làm thì chúng ta lưu ý là tất cả các thành phần nó đều để tại cùng một chỗ. Để vậy thôi. Và cái hệ quả, mọi cái thứ khác nó đi theo cái hệ quả đó. Cái này mọi người coi và chúng ta cài và chúng ta chạy thử ha. Vấn đề hay gặp đối với cái cấu trúc, và cái vấn đề này nó sẽ xuất hiện nếu mà mọi người đã làm quen, đã làm việc với cấu trúc thường đó, là cái vấn đề về sao chép cấu trúc. Đó chẳng qua là cái chuyện tôi gắn đây, ví dụ hình ảnh này là gắn cấu trúc này vào cấu trúc kia, thì như vậy nó sẽ sao chép dữ liệu trong cái vùng nhớ của cấu trúc này vào cái vùng nhớ của cấu trúc kia. Vậy thì hai thằng này sẽ giống nhau, hai thằng này giống nhau à, thì nó đơn giản như vậy thôi và nó chỉ có chừng đó. Nhưng mà có một số cái tình huống cái đó nó lại gây gây cái hiểu nhầm à. Tôi nói lại cái việc sao chép cấu trúc, tức là gán này nè, thì nó đơn giản là sao chép toàn bộ và chỉ vùng nhớ của cấu trúc thôi à. Thì trong vài tình huống, ví dụ có dùng con trong cấu trúc có con trỏ, thì cái này nó lại có thể gây nên một số cái rắc rối à. Ví dụ chúng ta có, nhất là ví dụ đây sinh viên chẳng hạn, cái này chúng ta đụng hồi, nếu mà chúng ta khai báo một cấu trúc sinh viên, cấu trúc sinh viên ở đây thì để đơn giản đi, tôi có cấu trúc này bên đó ít lại. À, thì cấu trúc X này có cái thành phần đầu tiên là một con trỏ kiểu cha. Vậy thì S này là một con trỏ dự định trỏ đến một cha, tức là trỏ đến cái vùng nhớ đó chứa một cha. Nhưng mà thực tế thì S này hiểu, bởi vì thường hiểu là cái cha đó lại bắt đầu cho một cái mảng, bắt đầu cho cái mảng. Và chúng ta không có cái đánh dấu kết thúc mảng mà. Cho nên hai cách hiểu này đều được ha. Thì cha sao S thì hiểu là S trỏ đến một cái vùng nhớ. Vùng nhớ đó chỉ có một byte thôi, tức là chứa một cha. Chúng ta cũng có thể hiểu là S này trỏ đến một cái vùng nhớ đó là một byte, một cha, nhưng mà byte đó là byte bắt đầu cho một mảng cha, một mảng cha. Và mảng cha này hiểu luôn ngầm định với chúng ta thường dùng, hiểu luôn là sẽ chứa ký tự trong đó. Thực tế nó là mã key nhưng mà chúng ta diễn giải nó như là ký tự à, cho nên thì S này hiểu là trỏ đến một chuỗi ha, S này trỏ đến một chuỗi, và người ta hay nói luôn S là chuỗi. Và trong C thì hỏi kiểu chuỗi là kiểu gì thì mọi người hay nói là cha sao. Vì đó là một cách nói theo nhiều cái quy ước ngầm định, tức là thì cụ thể thì người ta hay hay cài đặt như vậy ha, cho nên nói như vậy. Và y sẽ là một thành phần in 4 byte à. Ở đây tôi có A là một cái mảng chuỗi 2, chúng ta biết rồi, A này như vậy sẽ là 3 byte. A là 3 byte, byte đầu chứa H, byte tiếp theo chứa Y. Chứa H là cách nói, thực tế là chứa mã ASCII của H, chứa mã ASCII của Y, và byte kế nữa là chứa không, đó là ký tự null đó. Thì như vậy hai. Tôi khai báo biến X1 kiểu X nè, hai thành phần đầu là A, A này nên nhớ là mảng gì thì nó chính là địa chỉ luôn, hằng địa chỉ của cái ký tự đầu tiên trong cái mảng đó, tức là địa chỉ của ký tự H này nè, và Y nè nằm ngay sau đó, và sau đó là null. À, vậy thì S này sẽ trỏ đến cái mảng mảng hay có ký tự null đằng sau này à. Và Y sẽ là một, Y chứa một, không có trỏ chứ gì hết, là Y sẽ chứa một. Chúng ta khai báo x2 kiểu x, và tôi gán x1 và x2. Vậy thì trước hết x2 với x1 nó là hai vùng nhớ hoàn toàn độc lập, không có cái thằng nào đè thằng nào được hết ha. X2 là vùng nhớ 8 byte nằm chỗ này, x1 nằm
tám bài nằm chỗ kia. Ê, tôi chạy với cái này lên đi để cho nó dễ hình dung ha. Rồi trước hết coi thử thằng A này địa chỉ nó ở đâu. A là mảng, bản thân cái chữ A sẽ là địa chỉ đầu tiên của cái mảng đó. À, thì chúng ta gõ hai cái này đều cho kết quả như nhau thôi. À, thì như vậy A này, cái mảng hay này nè, nó sẽ có cái địa chỉ là 12FF60 đây. 686900 đấy, rõ 68 chính là mã ASCII của chữ H, đó chính là chữ Y, và ngay sau đó sẽ phải có ký tự null không. Chúng ta khai báo một cái biến X1 gán như vậy. Đây 68, tôi mở thêm một cái chỗ nữa ha, một cái memory nữa. Cái bài này là cái vùng nhớ của hai nè. Đây địa chỉ của X1, X1 hai thành phần thứ nhất là một con trỏ chữ cha. Chúng ta thấy thành phần này được gán là A1, đó chính là địa chỉ này, chúng ta thấy nó chính là 12FF60. Chúng ta thấy 12FF60 đây, 12FF60 chính là địa chỉ của cái mảng hai. À, này. Và thành phần thứ hai là một con số nguyên Y1. À. Rồi bây giờ điều gì xảy ra khi tôi gán x1 vào x2? X2 cũng là một kiểu, một cái biến kiểu x. Tôi bật thêm một cái memory nữa ha. Tôi vừa chạy cái đó thì ở đây tôi sẽ truy cập cái địa chỉ của x2 này. Vậy chúng ta thấy x2 ở địa chỉ 12FF40, một cái vùng nhớ không có dính líu gì đến 12FF50, nó có thể kề cái đó vân vân, nhưng mà đây là hai vùng đó tách rời nhau, nghĩa là x1 với x2 hoàn toàn độc lập, thay đổi x2 không ảnh hưởng gì đến x1 và ngược lại. Và cái lệnh chúng ta gán x1 vào x2 này thì chẳng qua là lấy cái dữ liệu trong cái vùng của X1, tức là đây toàn bộ 8 bài này nè, ghi đè lên cái vùng của X2 cũng 8 bài này nè, và chúng ta thấy hai cái này bây giờ y xì nhau. Y xì nhau. À, nhưng mà có vẻ như vậy thì nó không có cái, đâu có cái gì để nó nói một chuyện rất là bình thường. À, nhưng mà có một vài tình huống hiểu nhầm của lập trình viên cũng đáng lưu ý. Cái đầu tiên đó là bây giờ nếu tôi đổi x1 hay là x2y, ví dụ tôi gán x2 cái thành phần số nguyên đằng sau của cái x2 lại thành 10 chẳng hạn, hay là viết cái này là thành 2 đi để cho nó dễ hiểu ha, số 2 đi. Đây tôi chạy nè. Như vậy số 2 đã được bỏ vào đây thành phần cái 2. Và chúng ta thấy trên này cái thành phần x thành phần y của x1 nó không có ảnh hưởng gì hết. Cũng chuyện bình thường. À, nhưng mà cái vấn đề đó là bây giờ nếu mà tôi dùng cái thành phần
Chúng ta gọi là cái tên là gì vậy rồi? S. À, chúng ta hiểu S2S là cái tên đi, chẳng hạn tên của cái sinh viên X2 đi, X2 là sinh viên. À, tôi thấy cái tên này không đúng, tôi sửa lại. Sửa ký tự đầu tiên của nó, đây là hay viết viết hoa đúng không? Tôi sửa lại thành viết thường đi. À, thành chữ H viết thường. Thành chữ H viết thường ha. À, vậy thì hiểu là à như vậy bây giờ tên của X2 bây giờ nó sẽ là hay viết thường. À, nhưng mà cái vấn đề đó là cái tên của X1 bây giờ thì nó thế nào? À, vậy thì tôi hỏi thử X1 S nè. Vậy thì bây giờ X1 S nó cũng là hay. Như vậy là hai thằng này cùng tên. Như vậy sinh viên nghĩa là chúng ta sửa tên của sinh viên thứ nhất thì sinh viên thứ hai cũng cũng bị sửa tên. Trong khi đó y này nếu hiểu là điểm số thì điểm số hai sinh viên này hoàn toàn tách bạch. Tôi sửa thằng này không có ảnh hưởng đến thằng kia ha. À, thì đây là cái mà chúng ta hay bị. Nhưng mà thực tế nếu chúng ta làm tới nơi tức là xem xét kỹ thì không có cái vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì hết. À, ở chỗ bây giờ ví dụ tôi sửa lại nè. Cả hai bây giờ nó đều là hay ha. Bây giờ x2 s 0 tôi đặt bằng h thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Vậy thì x2 s 0 là chúng ta dùng cái thành phần đầu tiên của cái thằng x2 nghĩa là 60 FF 1200 nè. Nó khác biệt so với thành phần trên này. Cả hai chẳng qua là cùng chứa nhưng mà hai cái vùng nhớ đó hoàn toàn khác. Ở đây thì cả hai cùng chứa. Cùng chứa một chỗ nhưng mà quan trọng là khi tôi dùng S này là tôi đã dùng gián tiếp, tôi dùng gián tiếp và chúng ta không có trực tiếp thay đổi trên cái bản thân cái vùng này mà chúng ta xem nó như là con trỏ mà, và chỗ này x2s này chính là ám chỉ đến cái vùng này nè, vùng trên này nè, vùng ba ký tự này nè, và không chính là ký tự đầu tiên này, và h thì chúng ta bỏ h vào đây. Tôi chạy thì chỉ có trên này bị đổi này, thành phần này dưới này không có ăn thua gì. Đây chúng ta thay đổi chỗ này vừa đổi lại nó thành màu đỏ nè, 48. À. Nhưng mà khi đó bởi vì x1 nó cũng trỏ đến cùng cái chỗ này và nó vẫn hiểu đó là cái tên của nó, vậy thì chỗ này tên của nó cũng bị đổi. Như vậy chúng ta có hai cái mũi tên hoàn toàn khác nhau. Dễ hiểu nhất là hai cái đầu mũi tên rất khác nhưng mà bởi vì hai đầu cùng trỏ đến một chỗ, như vậy khi chúng ta xài hai mũi tên này thì chúng ta lưu ý cẩn thận bởi vì đây là hai mũi tên khác nhau nhưng mà cùng trỏ đến một chỗ, mà khi chúng ta xài cái mũi tên là chúng ta xài cái gián tiếp, tức là chúng ta muốn xài cái đầu mũi tên á, hay là cái đuôi mũi tên á, tức là cái chỗ mũi tên nó trỏ á. À, vậy thì nếu chúng ta sửa chỗ đó thì cái kia cũng bị ảnh hưởng bởi vì nó cũng trỏ đến cái chỗ đó mặc dù nó là hai cái mũi tên khác nhau ha. Vậy mà cái con trỏ thì đây chẳng qua là cái vấn đề của con trỏ thôi. À, nhưng mà cái này hay bị đụng khi làm việc cấu trúc thì chúng ta lưu ý. Vậy cái chỗ này đối với cái vấn đề này người ta hay gọi cái cách sao chép như thế này, gọi là sao chép nông, và nó chỉ có trong cái ngữ cảnh của cấu trúc thôi ha. Còn lại cái chuyện sao chép thì phải làm như vậy thôi, không có trách gì thằng si này được hết, nó làm như vậy là đúng rồi, sao chép nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà theo cái ý nghĩa của chúng ta thì đôi khi chúng ta cần hơn cái dạng sao chép này. Sao chép này gọi là sao chép nông ha. À, sao chép hơn nữa gọi là sao chép sâu. Cái này gọi là sao chép nông, thì kia là sao chép sâu, tức là deep copy. Thì khi đó nghĩa là chúng ta không chỉ này mà những cái mũi cái đầu mũi tên chỉ á, chúng ta cũng phải sao chép nó luôn. Vậy thì cái S này trỏ đến một cái chỗ chứa cái chủ gì đó. Vậy thì chúng ta chép như thế này. Vậy thì cái thằng này cũng sẽ trỏ nhưng mà không trỏ đến cùng cái chỗ, thằng S này cũng trỏ đến cái chỗ nhưng mà chỗ khác. Nhưng mà cái chỗ khác đó thì phải giống cái chỗ kia, tức là nội dung giống. Vậy chúng ta phải sao chép cả cái vùng mà S trỏ
hai của cấu trúc này của cấu trúc kia. Thì nếu mà làm cái chuyện đó thì sẽ không có hiệu quả, cho nên xin nó không là, nếu chúng ta muốn thì chúng ta tự tự mình làm lấy, nghĩa là chúng ta viết cái hàm để làm cái này. Cẩn thận à. Một cái khái niệm mà quan trọng mà chúng ta sẽ phải đụng trong cái bữa sau, cái vấn đề đó là gọi là cái kiểu mở rộng. Tới bây giờ thì cái hệ thống kiểu chúng ta nó đã trừu tượng lên rồi, phức tạp lên rồi, bởi vì kiểu cấu trúc có thể dùng để biểu diễn cả cho những cái đối tượng thực tế, biểu diễn cho sinh viên, cái bàn, cái ghế, con bò, hay bất kỳ đối tượng thực tế nào đều có thể biểu diễn được ha. Thì bây giờ nó phức tạp lên rồi. Thì trong trong cái thế giới thực thì chúng ta mới thấy là giữa những cái đối tượng, bây giờ kiểu cấu trúc có thể biểu diễn cho những cái đối tượng đó mà. Vậy thì kiểu cấu trúc có thể hiểu là kiểu đối tượng, ví dụ kiểu đối tượng là kiểu người, động vật, hay là con vật thì có con bò, con chó gì đó vân vân ha. Thì mọi cái như vậy là một cái kiểu đối tượng thì tương ứng sẽ là kiểu cấu trúc. Thì chúng ta thấy là thường có cái kiểu này là một cái kiểu mở rộng của cái kiểu kia ha. Thì quan hệ giữa các kiểu, mỗi kiểu là mỗi cái kiểu khác nhau, mà trong đó có vài kiểu nó có quan hệ với nhau theo kiểu là kiểu này là kiểu mở rộng của kiểu kia. Nó có nhiều ấy, ví dụ chúng ta có thể nói là kiểu số thực là một kiểu mở rộng của số nguyên, theo nghĩa là những cái dữ liệu có thể có của số thực nó bao hàm dữ liệu có thể có của số nguyên. Đó là cái cách hiểu khác ha. Ở đây cái kiểu cấu trúc A được gọi là kiểu mở rộng của kiểu cấu trúc B nếu A có đầy đủ và đúng thứ tự các thành phần của B. Về mặt thực tế đó là nếu A biểu diễn cho sinh viên nói chung, một cái sinh viên nói chung, B biểu diễn cho một cái sinh viên cụ thể, tức là vẫn là một cái sinh viên nhưng mà có thêm, ví dụ B là một cái sinh viên chính quy chẳng hạn, có thêm những cái thông tin của riêng sinh viên chính quy, thì B gọi là một cái mở rộng của A, bởi vì B có đầy đủ cái thành phần của A và phải theo thứ tự nữa ha. Với thằng C nó dùng thứ tự đầy đủ và đúng thứ tự bằng qua và nó có thêm một số cái nữa thì gọi là kiểu mở rộng. Và đây là một cái dạng đặc biệt của kiểu con. Kiểu này là kiểu con của kiểu kia theo cái ý thông thường, theo nghĩa là chúng ta nói mọi cái hình, cái kiểu hình vuông chẳng hạn, nó là một kiểu kiểu con hay là kiểu đặc biệt ha. Thì kiểu đặc biệt đi cho nó dễ hình dung, kiểu đặc biệt trước đi ha. Thì kiểu hình vuông nó là một kiểu đặc biệt của hình chữ nhật, kiểu hình vuông nó là một kiểu đặc biệt của nhật, bởi vì mọi cái hình vuông nó đều là hình chữ nhật, mọi hình vuông nó đều là hình chữ nhật. Thì cái kiểu hình vuông nó còn gọi là kiểu con của kiểu hình chữ nhật, tức là hình vuông nó là một hình chữ nhật đặc biệt, mọi hình vuông đều có thể xem chữ nhật nhưng mà nó có tính thêm cái điều đặc biệt của nó nữa, nó có thêm cái ràng buộc là hai cái cạnh bằng nhau. Nhưng mà cái của chúng ta theo nghĩa là đặc biệt ở chỗ là có thêm chứ không có cái ràng buộc như vậy, có thêm một vài cái thành phần. Thì ví dụ chúng ta nói sinh viên chính quy là một kiểu ha. Thì bây giờ ví dụ như là sinh viên tại chức là một kiểu đi, xin lỗi, sinh viên hoàn chỉnh đi, thì cái lớp sinh viên hoàn chỉnh chẳng hạn, người ta có học ban ngày, có học ban đêm, vậy thì lại có hai cái kiểu con, tức là sinh viên hoàn chỉnh là một kiểu, rồi sinh viên hoàn chỉnh mà học ban đêm nó là một sinh viên hoàn chỉnh đặc biệt ở chỗ là có thêm những cái đặc thù riêng của nó. Thì như vậy cái sinh viên hoàn chỉnh học ban đêm đó là kiểu con của sinh viên hoàn chỉnh hay là kiểu đặc biệt. Thì khi chà đặt thì chúng ta có cái cấu trúc sau đó, nó sẽ là mở rộng, kiểu mở rộng của cấu trúc đầu, nghĩa là nó có thể bao gồm có thêm một số cái thành phần ngoài những cái thành phần đã có của cái cấu trúc đầu. Đó là một cái dạng kế thừa ha, manh mún của dạng kế thừa. Thì cái này chúng ta sẽ
để kỹ qua cái kiểu lớp, thì khi đó những cái này nó mới mới tự nhiên, cái ý này nó mới tự nhiên. Ví dụ chỗ này chúng ta có kiểu x gồm hai thành phần AB, kiểu in kiểu xx là một kiểu khác kiểu x. Trong C là hai thằng này được xem là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà về mặt ý nghĩa, xx này có thể coi là kiểu mở rộng của kiểu x này, bởi vì trước hết nó cũng gồm có hai thành phần. Tên không quan trọng ha, tên quan trọng mà là cái bố trí á, tức là cái kiểu á. Hai thành phần cũng kiểu nguyên, thằng đầu cũng nguyên, thằng đầu cũng giống y sang trên này, và nó có thêm một cái nữa là cái thành phần nguyên. Vậy thì thằng ý này có ba thành phần, hai thành phần đầu giống y xì ý theo theo đúng thứ tự, và bổ sung thêm thằng e. Vậy thì cái thằng ý này gọi là một kiểu mở rộng của y, hay là một kiểu con của y. Nếu như vậy thì nó được cái ở chỗ là gì, đó là mọi thao tác chúng ta làm trên x đều có thể làm trên ý. Mọi thao tác làm trên sinh viên hoàn chỉnh đều có thể làm trên sinh viên hoàn chỉnh học ban đêm, bởi vì mọi sinh viên hoàn chỉnh học ban đêm đều là sinh viên hoàn chỉnh. Cho nên ví dụ như là x này có trước, x này có trước, ý này không có, chưa có đâu, và người ta viết rất là nhiều thứ, có nhiều thao tác làm cho x. Ví dụ f là một thao tác như vậy làm trên x nè, rồi bây giờ người ta mới thấy là cần phải cải tiến cái đó lên ha, thì người ta có thể tạo một cái kiểu mở rộng của nó như thế này. Và dĩ nhiên người ta không thể viết lại, nó là mở rộng nghĩa là nó một số thao tác thì bị ảnh hưởng, hoặc là một số thao tác thêm thôi, còn rất là nhiều thao tác có thể tận dụng lại, thực tế rất là nhiều thao tác là dùng lại, thì người ta vẫn có thể dùng lại nó ở đây thì một trong cái này đó là cái ví dụ cái IP version 4 chẳng hạn, chỗ này là IP version 4, chỗ này ví dụ là IP version 6 chẳng hạn. IP là cái địa chỉ của các nút trên mạng, ví dụ địa chỉ của máy chẳng hạn trên mạng ha. Thì trước đây nó là IP version 4 thì rất là nhiều cái công việc làm trên đó rồi, rất là nhiều thao tác. Thì bây giờ người ta mở rộng cái kiểu IP version 4 ra thành IP version 6, nghĩa là có bổ sung thêm một số. Vậy thì lại có cái kiểu IP version 6. Nhưng mà người ta không cần thiết phải viết lại tất cả các thao tác trên đó, rất là nhiều thao tác đã làm trên IP version 4 thì người ta có thể tận dụng lại. Bởi vì cái IP version 6 này là một cái kiểu mở rộng của cái kiểu này. Cái chuyện này đối với lại cái vấn đề cấu trúc thì tới đây nó là dừng. Người ta sẽ không có đi xa hơn nữa trong cái hệ thống quan hệ giữa các kiểu. Như vậy ở đây giữa các kiểu cấu trúc nó chỉ có một cái quan hệ, nếu có, đó là kiểu này là kiểu mở rộng của kiểu kia, và hệ quả là nếu thằng này là kiểu mở rộng thằng kia, chúng ta có thể tận dụng lại những cái thao tác đã áp dụng trên kiểu kia, nó là cái hàm đó. Có thể nó là những cái hàm đã viết cho thằng kia. Ở đây chúng ta thấy hàm f này tôi viết cho x, nhưng mà tôi vẫn có thể dùng cho x. Và dĩ nhiên khi chúng ta dùng cho x thì chúng ta chỉ được cái công việc dính đến những cái thành phần chung thôi, còn lại cái đặc thù riêng là chúng ta phải làm thêm, nghĩa là chúng ta làm cái này rồi làm thêm cho cái phần riêng của nó nữa. Nhưng mà khi cái kiểu chúng ta nó đã trừu tượng lên nữa rồi, ví dụ như là nó biểu diễn cho những cái đối tượng thực tế, chúng ta cần cái gì đó biểu diễn cho ví dụ con người rồi cái gì đó, ví dụ những cái thực thể thực tế đó, thì khi đó quan hệ giữa các kiểu nó phong phú hơn nhiều. Thì khi đó nó sẽ qua cái nhóm kiểu class, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó bữa sau. Cái phần này cái kiểu cấu trúc thì nói chung nếu có thì quan hệ nó tới đây là xong, và người ta không có làm thêm ha. Và nếu có thì mọi cái ý tưởng hay là cái gì đó người ta đều dồn vô cho cái kiểu kiểu lớp, mà sau chúng ta sẽ thấy.
Chào mọi người, chúng ta có cái đề chúng ta thảo luận một xíu cái cách viết như thế này, nó là cách viết của C sharp à, xin lỗi, C cộng cộng. Còn trên C á, thì mọi người viết như thế này nó sẽ báo lỗi. Và khi cái ngôn ngữ C á, thì thường người ta không có xài theo kiểu thuần túy C, mà nó có like C cộng cộng một xíu à, cho nên người ta hay gọi là ngôn ngữ C rồi gạch C cộng cộng. Và tôi hay dùng cái chữ đó, ngôn ngữ C gạch C cộng cộng, đó không phải là C hoàn toàn mà nó cũng không phải là C cộng cộng hoàn toàn. C mà gạch C cộng cộng, nếu mà tôi viết cái đề vân vân thì C ngôn ngữ này nè, thì có nghĩa là cơ bản nó là C, nhưng mà chúng ta dùng thêm một số cái tiện ích của C cộng cộng, nhưng mà chúng ta không không dùng những cái tiện ích nâng cao của C cộng cộng. Ví dụ chúng ta không dùng hướng đối tượng chẳng hạn trên đó, vân vân. Bởi vì nếu như vậy thì nó là C cộng cộng rồi, bởi vì mọi đặc trưng của thằng C có thì C cộng cộng có à, nhưng mà chúng ta viết như vậy nghĩa là chúng ta hơi vượt qua C một xíu, nhưng mà chỉ lấn cái thằng C cộng cộng này một xíu thôi. Cái đó, trên cái môi trường này chúng ta mà biên dịch thì nó hiểu là C cộng cộng với cái đặt cái tên file là C cộng cộng này, cho nên cú pháp tôi viết ở đây thực tế là C thì nó không đúng đâu à. Tôi nói C nghĩa là C thuần túy thì nó không có đúng. Vì chúng ta ví dụ này là xem cộng. Ví dụ tôi tạo một cái file sụp. À thì nếu bình thường mà ở đây tôi không có tạo như vậy. Chỗ này nếu mà mọi người đặt tên là C nha, à, tôi đặt đổi lại nè, cái đuôi là C nè. Thì khi đó cái môi trường này nó sẽ biên dịch cái này theo C chuẩn ha, thuần túy C, thuần túy C chứ không hẳn là C chuẩn, thì khi đó nó sẽ báo lỗi cái chỗ này. Tôi không có sửa code gì hết, nhưng mà tôi đổi cái đuôi này lại này, C này à, thì cái cách khai báo như thế này không có chấp nhận trên C. Để tôi nói về cái chỗ khai báo này thôi à, thì trên C á, thuần túy chúng ta phải khai báo, muốn khai báo cái kiểu như vậy chúng ta sẽ phải đại khái viết như thế này. Bổ sung thêm cái này. Bây giờ nó chạy ha, thì chẳng qua là cú pháp khai báo thôi. Cái chữ này chúng ta đang đặt cái gì đó chúng ta đặt, nó không có quan trọng chỗ này à, và đây là cái lý do mà nó hơi dư thừa một xíu. Bởi vì nếu mà chúng ta không không ấy thì chúng ta phải gõ như thế này, ví dụ chúng ta có thể để nó lên đây à, có thể khai báo lên đây thì nó không còn báo lỗi chỗ trên đó nữa. Thì dưới này á, nó yêu cầu chúng ta phải thêm cái chữ struct này để xác định rõ là cái ít này là kiểu struct, tức là đây ít này là kiểu struct à, chứ không có dùng không cái chữ thì nó phiền cái chỗ đó. Nếu vậy thì chúng ta lại phải như vậy à. Cho nên á, trong sách, nhiều sách thì người ta viết theo kiểu C, thì chỗ này nó sẽ viết như thế này. Cái chữ này là cái gì đó thì người ta hay thêm cái chữ tag xuống này. Đây, chỗ này dưới này chúng ta không có cần nữa. À thì bằng nhớ cái chỗ này ha, nhiều vì đôi khi chúng ta sẽ cần phải kiểm chứng hay là làm trên C thuần túy, thì chúng ta cứ đặt cái đuôi file lại thành C thì như vậy. Nhưng mà thường chúng ta sẽ làm theo kiểu C, C cộng như tôi nói, bởi vì rất là nhiều cái phiền phức. Ví dụ thằng C á, nó không có cho phép chúng ta khai báo như thế này. À, à,
ví dụ biến B nữa chẳng hạn. Rồi cái chỗ này đây ha, này thì bình thường tuy, nhưng mà nếu chúng ta có cái này thì nó sẽ báo lỗi. Nó yêu cầu là mọi cái khai báo đều phải để trên cùng, không để phép viết trên cái lệnh trên như vậy. Khai báo phải để hết lên chỗ. Cái này thì vừa khai báo vừa khử gán, nó vẫn cho nên nó vẫn cho gán, nhưng mà vẫn phải dính đến chỗ khai báo. Và đó chúng ta che thì nó không cho. Hay là một số cái khác nữa, một số cái khác nữa. Thì rõ ràng thằng si chuẩn, si thuần tí thì nó rất là gọn, rất là ấy, nhưng mà nó cũng hơi hơi khắt khe một vài chỗ. Thì cái sự cải thiện một xíu trong si cộng cộng nó sẽ giúp chúng ta viết nó linh hoạt hơn. Thì chúng ta sẽ, và cái kết quả là chúng ta gọi cái ngôn ngữ đó là si si cộng cộng ha. Rồi, chắc là chúng ta cũng không có cái vấn đề gì, thì coi như là chúng ta nắm được ha. Cái bữa sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái lớp, cái kiểu lớp, và cái bài đó nó có thể nói là khá là trừu tượng, bởi vì tôi giờ chúng ta đến cái lúc này ha, chúng ta đại khái cái chiều hướng chúng ta học thì đã rõ rồi, tôi nói ngay từ ban đầu. Chúng ta sẽ đi từ những cái cơ bản đến những cái càng ngày càng nâng cao, và đi cùng nó thì cơ bản có nghĩa là gần gũi với lại máy, nâng cao thì gần với chúng ta, nghĩa là cái chiều hướng sẽ là cái cấp thấp đến cấp cao, từ cái máy đến cái của chúng ta. Thì đến cái kiểu cấu trúc này thì nó bắt đầu gần với chúng ta rồi, tức là cái mức trừu tượng của nó cũng đã có rồi, thì qua cái kiểu lớp thì nó càng trừu tượng hơn nữa. Rồi mình nghỉ nha, chào mọi người.